Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Thỉnh chư thiên, xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc ra châu quần, ngự thỉnh pháp sư. Phạm thiên vẫn một lòng thỉnh hoàng đức bổn sư yên lặng tán thành hoàng khai chánh pháp trao truyền nơi vườn lộc quyền pháp luân độ đời năm anh em triều trần như không dừng chung đạo thoát đời phạm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2024. Chúng ta đang học đến cái phần số 3 của cái sự vận hành của nghiệp, đó là nghiệp vận hành qua ngũ uẩn. Thì trong cái phần nghiệp vận hành qua ngũ uẩn này đó, thì chúng ta đang lấy một cái tư liệu ở trong kinh Tương Ưng ở tập 3. Và chúng ta đang nói đến cái chương số 1 của nó đó. Thì trong chương số 1 này nó có 5 bài kinh căn bản thuộc về cái phần đầu, phần giữa và phần cuối. Thì trong cái phần đầu đó thì chúng ta đã nói qua cái phẩm thứ nhất là Nakuta Lipita. Và cái phẩm thứ hai là cái phẩm gánh nặng. Và cái phẩm thứ ba là phẩm vô thường. Thì như chúng ta hiểu là trong kinh
Thì nhắc tới những cái điểm chánh yếu này đó là Đức Phật nói rất là ngắn gọn, hoặc là lời giảng của Ngài Xá Lợi Phất cũng là ngắn gọn. Còn cái di diệu pháp thì nó tỉ mỉ hơn. Cho nên trước khi mà chúng ta tham khảo thêm trong cái tài liệu của Tương Ưng Bộ Kinh đó, thì chúng ta nói về những cái điểm chính về vô thường, khổ và vô ngã. Thì như chúng ta hiểu là toàn cái bộ mà vi diệu pháp thì để là giúp cho cái người hành giả tu thiền Vipassana là chủ yếu. Từ khi nó ra đời cho đến ngày hôm nay thì cái mục tiêu chính là để cung cấp cho cái thiền tứ niệm xứ hay là thiền Vipassana. Thì bây giờ trước khi mà đi vào trong cái đặc điểm của các pháp phụ vi, nó có ba cái đặc điểm chính là vô thường, khổ và vô ngã. Và các cái pháp phụ vi này đó thì chúng ta hiểu là nó đặt trên cái căn bản đó, là tất cả đều cái vận hành của nó đều là do nhân, đều là do duyên. Và khi mà nó vận hành như vậy đó thì nó vận hành trong cái thuộc về mà ta gọi là những cái giá trị về tinh thần đó, ví dụ như cái hoạt động về nội tâm của chúng ta đó, thì nó là cũng là một cái vận hành và cái hoạt động của cái thể xác này nè để làm nên cái sự sống, nó cũng là một cái sự vận hành, và cả ba cái phối hợp nó cũng là một cái vận hành. Và những cái vận hành này nó phối hợp lên làm cho nó gọi là các cái pháp phụ vi khi nó vận hành chẳng hạn, hoặc là các pháp phụ vi khi mà nó hiện hữu, nó có mặt đó, thì cái đặc tính của các pháp phụ vi về danh pháp cũng như là về sắc pháp đó, thì đều mang ba cái đặc điểm chính yếu, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Bây giờ trước khi đi vào những cái đặc điểm này đó, thì sư cô nói qua về cái phần mà chúng ta hành thiền Vipassana, và nó sẽ đi đến cái vô thường, khổ, vô ngã như thế nào. Thì khi chúng ta nhìn thấy những cái nét tổng quát đó, thì khi mà nghe những cái này đó thì chúng ta sẽ có những cái cách mà chúng ta hiểu nó có lợi ích hơn. Thứ nhất là chúng ta tiếp nhận bằng cái trí văn, tức là chúng ta có một cái kiến thức. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta hiểu chúng ta đang từng bước như thế nào. Và cái hiểu này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó, dần dần chúng ta có thể đi vào sâu hơn trong cái pháp hành Vipassana. Thì như chúng ta hiểu đó, cái thiền tứ niệm xứ thì nó gồm có thân, pháp niệm thân, pháp niệm thọ, pháp niệm tâm và niệm pháp. Tức là nó có bốn đề mục, thiền tứ niệm xứ có bốn đề mục là thân, thọ, tâm, pháp. Thì thân này á, nó thuộc về sắc pháp này. Còn cái tâm, thọ, pháp đây nó thuộc về danh pháp đây. Danh pháp. Thì như vậy chúng ta hiểu rằng là khi mà chúng ta chọn bất cứ đề mục nào, đề mục về pháp niệm thân, mà chúng ta lấy cái hơi thở nè, hoặc là cái yếu tố về nhiệt độ nè, thì cái hơi thở nó thuộc về phong đại, và cái yếu tố về cái nhiệt độ thì nó chính là quả đại. Cái đề mục thứ hai là thọ, thứ ba là tâm, đề mục thứ tư là pháp. Thì nhắc lại cái đề mục mà về niệm thân á, thì cái căn bản của niệm thân là chúng ta phải theo dõi cái hoạt động của tứ đại, hoặc là chúng ta đi sâu hơn thì chúng ta sẽ đi vào cái pháp mà nó gọi là y đại sinh. Thì khi nào học chúng ta đi sâu hơn, nhưng mà cái chánh yếu nằm ở tứ đại rồi,
Phật sắc vị đại sinh. Thì như vậy đó là cái niệm thân nó làm chúng ta thấy cái hoạt động của cái sắc pháp nơi cái sắc thân của mỗi một cái con người. Còn niệm thọ nằm đây, nó là sở hữu thọ, thì nó là ba cái cặp thuộc về cái cảm thọ mà nó đi trong cái giác quan của con người, cho nên nó chính là cái xúc, nó cũng là cái hoạt động của tứ đại. Thì cái cảm thọ này nó có ba cặp, một cái cặp có khổ ưu, một cái cặp khỉ lạc, một cái cặp xả, hành xả, nó ba cặp chúng ta đã học rồi. Bây giờ tới cái đề mục là tâm, thì chúng ta thấy là tâm nó có chia ra cái tâm bất thiện đây, 12 cái tâm bất thiện đây. Rồi chia ra những cái tâm thiện ở dục giới, tâm thiện ở sắc giới, tâm thiện ở vô sắc giới và tâm thiện siêu thế. Thì tâm nó gồm có như vậy. Bây giờ chữ pháp, pháp thì như chúng ta đã hiểu, đạo Phật nói thiện và ác. Thì cái thiện đó, nó chính là tất cả, cái pháp đó nó gồm có tất cả những cái tâm thiện, vừa tâm vừa cái quả của tâm. Và nói là tất cả những cái sở hữu thiện, 25 sở hữu tỉnh hảo, cũng như là cái sở hữu tự tha mà đi con đường thiện thì nó phối hợp vào. Và những cái pháp gọi bất thiện á, thì gồm có tất cả những cái tâm bất thiện, tâm quả bất thiện. Và 14 cái sở hữu bất thiện này nó đi với 13 cái sở hữu tự tha mà nó phối hợp với bất thiện pháp. Thì như vậy chúng ta thấy đó, cái đề mục thân thọ tâm pháp đều nằm đầy đủ trong cái bản chi pháp này. Thì như vậy khi chúng ta giải những cái đề mục đó, chúng ta sẽ giải trên căn bản những cái chi phần này. Thì như vậy khi mà học về cái thiền tứ niệm xứ đó, thì chúng ta hiểu rằng bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp mà chúng ta có duyên để mà chúng ta hành trì đó, giống như gọi là hành trì để mà mở đầu hoặc là hành trì để mà ôn tập á, thì cuối cùng chúng ta cũng phải đi vào trong cái điểm chính của nó. Nó sẽ nói là thân thọ tâm pháp thì nói là, nó nói nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta phân các đề mục ra để mà chúng ta tập trung vào một cái để mà chúng ta làm đề mục để hành trì. Nhưng mà thật sự cái sự sống mà nó phối hợp giữa thân và tâm của chúng ta đó, nó làm nên cái sự sống của chúng ta đó, thì tất cả nó đều diễn ra. Còn mình chọn một cái để quan sát. Cũng như bây giờ cái đoàn xe đi ngang qua là 4 chiếc chẳng hạn, nhưng mà nó đều là cái xe hơi 7 chỗ cả, thì mình chọn một chiếc để mình quan sát thôi, tức là mình chọn một trong 4 cái đó để mà mình làm cái đề mục để mình quan sát. Thì dù cho cái đề mục này nó như thế nào đi nữa đó, thì là cuối cùng nó cũng phải qua cái giai đoạn mà nó gọi là cái giai đoạn căn bản của nó, mà nó thuần thục cái căn bản của nó rồi đó, thì chúng ta áp dụng những cái phương pháp này đó vào tất cả các đề mục thuộc về tứ niệm xứ đó, thì cuối cùng để chúng ta nhận thức ra cái gì, nhận thức ra cái tâm điểm của nó và đặc điểm của tất cả các pháp hữu vi mà thuộc về thân đây. Nó thuộc về đó sắc pháp, nó thuộc về đó là danh pháp, là tâm thọ và pháp đây. Thì cuối cùng á, thì các cái pháp hữu vi mà thuộc về danh pháp, thuộc về sắc pháp đây á, thì cái đặc điểm chung của nó đều mang cái tính chất vô thường, khổ và vô ngã. Nó là cái đặc điểm của tất cả các pháp hữu vi thuộc về danh pháp và sắc pháp. Rõ nét như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn những nét chính. Ví dụ như bây giờ mình nói cái pháp niệm thân, và trong cái hành thiền về căn bản đó, chúng lại lấy hơi thở
là đề mục đây, và nó là phong đại. Khi cái hơi thở vào ra thì chúng ta thấy cái nhiệt độ của nó ấm mát, thì đó là hỏa đại. Thì cái mà chúng ta đã học rồi á, thì chúng ta hiểu ra tứ đại đó, khi nó hoạt động nó có mặt cùng một lúc, và khi nó kết thúc cùng một lúc. Thì chúng ta thấy phong đại, chúng ta thấy quả đại, có nghĩa là cùng một lúc đó, địa đại và thủy đại nó cũng hoạt động. Thí dụ mình nói cái xe lửa, nó đi ngang cái trường học đây. Cái xe lửa đó có bốn cái toa, xanh, đỏ, tím, vàng. Thì cái người thầy giáo đó, nó dẫn học trò ra ở trước sân mới nói rằng: tụi con đếm xem đó, một tiếng đồng hồ có mấy cái xe lửa chạy qua, mà xe lửa nào cũng có xanh, đỏ, tím, vàng, nhớ nhé. Đếm con tiếng đồng hồ thì mấy cái xe chạy qua. Thì cái người học trò mà nó cần mẫn, nó chịu khó thì nó đếm là xanh, đỏ, tím, vàng, một, xanh, đỏ, tím, vàng, một, xanh, đỏ, tím, vàng, một. Nó ghi vậy để coi tiếng đồng hồ là mấy cái xe lửa đi qua. Còn cái đứa mà nó nhanh nhẹn hơn, nó tinh tế hơn á, thì nó nghe thầy nói là xe nào cũng xanh, đỏ, tím, vàng, xe nào cũng xanh, đỏ, tím, vàng. Nó thích màu xanh thì cái xe lửa thứ nhất đi qua nó để xanh, một. Xe lửa thứ hai xanh hai, xe lửa thứ ba xanh ba, xe lửa thứ bốn xanh bốn. Nếu nó thích màu đỏ thì để đỏ một, đỏ hai, đỏ ba, đỏ bốn. Thì vì bốn cái mà cái hoạt động nó thuộc về cái sắc thân của chúng ta đây. Nằm trong cái sắc thân chúng ta đây, nó là những cái sắc pháp nó hoạt động đây, thì nó có tứ đại: địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại. Bây giờ mình chọn phong đại không thì mình cũng biết là ba cái kia nó có mặt. Mà mình chọn vừa phong đại mà vừa quả đại thì mình biết hai cái kia nó cũng có mặt, tức bốn cái lúc nào nó cũng có mặt hả? Chúng ta hiểu vậy. Thì như vậy chúng ta thấy nè, cái hơi thở chúng ta nó sinh khởi lên và nó tiêu diệt. Nó sinh khởi là bên ngoài là gió, và khi nó vào hai cái cửa mũi nó vào trong thì nó gọi là hơi thở vào. Rồi nó sinh khởi lên, nó sinh lên cái hơi thở. Rồi từ bên trong nó đi ra, nó chạm vào hai cái vùng cửa mũi này thì nó kết thúc một hơi thở. Bởi vì nó chạm vào cửa mũi này, nó đi ra thì nó thành gió. Bên ngoài là gió, khi nó đi vào cửa mũi này vào trong để hơi thở vào. Và từ bên trong nó đi ra, nó chạm vào đường cửa mũi này để nó thoát ra, thì là nó là cái hơi thở ra. Vì vậy chúng ta thấy hơi thở chúng ta đã sinh tại đây và diệt tại đây. Thì như vậy trong cái đề mục và pháp niệm thân này nè, chúng ta cũng thấy cái sự sinh diệt. Và nó sinh lên, nó diệt đi, thì cái hơi thở thứ hai có mặt nó cũng sinh diệt như vậy. Nhưng mà cái sinh diệt này á, cái hơi thở thứ hai khác cái hơi thở thứ nhất. Như vậy cái hơi thở thứ nhất, tức là mình gọi nó là cái nhịp thở 1, rồi tới nhịp thở 2, nhịp thở 3, nhịp thở 4, vân vân, cho đến khi mình chết. Thì tất cả những này nó diễn ra, nó giống nhau, đều là cái hoạt động của phong đại. Và cái nhịp thở này nó đều có sinh và nó đều có diệt. Và tất cả này, chỉ trừ khi nào á, mà khi nó sinh lên tại đây rồi nó diệt và nó không bao giờ sinh nữa thì có nghĩa là chết. Còn cái sự sống kỳ lạ này, sinh diệt nối tiếp sinh, cái sanh rồi diệt, rồi sanh rồi diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, nó nối kết như vậy. Và nó luôn luôn thay đổi. Và cái thay đổi này đó nó gọi là vô thường. Cho nên cái hơi thở vào nó hơi thở ra, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi đi, đến rồi đi. Nhưng không có phải cái này y hệt cái kia.
luôn luôn nó có thay đổi. Bây giờ mình đang vui đây, thì cái vui này á, mình chúc mình có vui nữa nó cũng khác. Bây giờ mình đang buồn đây, đang khó chịu đây, rồi chút nữa đây mình có vui có buồn nó cũng khác. Một cái trạng thái tâm khổ ưu nó diễn ra và nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn đi sinh diệt trong từng cái hoạt động của những cái sát na nếu tính theo thời gian. Cho nên á, những cái trạng thái thuộc về cảm xúc nó diễn ra trong cái đời sống nội tâm chúng ta luôn luôn có sinh diệt, từ cái khổ về thể chất cho đến những cái nỗi sầu ưu trong tâm, nó đều diễn ra với trạng thái sinh diệt, tức là nó thay đổi luôn luôn. Nó là tính chất của vô thường, nó là vô thường, cái hoạt động nó là như vậy. Cho nên cái khổ đau của người ta đó, người ta thấy vô thường, người ta biết vô thường, nhưng người ta không chấp nhận vô thường, cho người ta bám lại, người ta bám chắc lại cái chuyện. Cái thân mình từ lúc mà một cái phôi cho đến thành cái thai bào cho đến ngày nay thì chúng ta thấy nè, nó cứ sinh diệt. Nói chỉ cái da của mình là rửa sạch, tắm sạch rồi chút xíu nữa là chà chà vậy, rồi thấy nó có cái gì vậy, dơ lớp thì cái lớp da bên ngoài đó cũng bị hủy diệt, nó chết rồi, mồ hôi rồi bụi rồi vân vân, tất cả những thứ đó. Thì chúng ta thấy là tất cả từ cái vật chất cho đến cái đời sống tâm linh luôn luôn có sự thay đổi, luôn luôn có sự sinh diệt và nó biến động. Và với con người đã có cái tên gọi là sinh, lão, bệnh, tử. Con người ta có sinh ra, có phát triển lên, rồi nó có làm cho nó hư hại, rồi nó đi đến cái quỷ diệt. Cái đời sống nó là gì? Từ thể chất cho đến tinh thần, nó đều có một cái trạng thái như vậy. Rồi nó diễn ra từ thân tới tâm, một cái trạng thái đó gọi là vô thường. Cho nên là khi mà chúng ta hành cái thiền tứ niệm xứ, chúng ta lấy đề mục là niệm thân hay niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp gì đó, thì cuối cùng cái đích điểm mà cái người hành giả phải đi đến là thấy cái vô thường, khổ và vô ngã. Và khi đã thấy bằng cái huệ nhãn, thì do cái quan sát bằng tâm mở ra cái trí tuệ tâm linh mà chúng ta gọi là liễu tri cái đó, thì cái khi đó người hành giả mới lấy một trong ba đề mục này, tức là lấy vô thường làm đề mục, hay là khổ làm đề mục, vô ngã làm đề mục. Và khi cái lấy cái đề mục này đó, đề mục vô thường này hoặc khổ vô ngã làm cái đề mục hành trì cho người hành giả đó, thì cái khi đó đó cái vận động của cái lộ trình tâm này à, nó mới chuyển vào đó là đi vào vòng thánh được, mới đi vào cái dòng thánh được. Còn nếu không đi vào dòng thánh được. Cho nên xin nói lại hết sức là rõ ràng, trong kinh điển đó chỉ có một cái pháp môn duy nhất là tu thiền tứ niệm xứ đó, thì cái tuệ giác này đây nè, nó mới có đủ cái năng lực của nó, và rõ ràng là nó có đầy đủ một phương pháp cực kỳ chính xác để có thể nhập vào dòng thánh. Còn tất cả những pháp tu thiền là khác thì không thể nói điều này. Có thể giúp cho chúng ta bình an, có thể giúp cho chúng ta sáng suốt, vân vân có. Nhưng mà nói rằng là để thành Phật thì không hề có. Tại vì lý do rằng Đức Phật đã để lại bài kinh Đại Niệm Xứ, và đây là xác quyết của Đức Phật, chứ không phải ai muốn nói là nói, mà ai muốn diễn tả thế nào diễn tả, không có. Đây là sự xác quyết. Và khi chúng ta học tới bài kinh Tứ Niệm Xứ thì chúng ta sẽ thấy rõ cái điều này. Đây là sự xác quyết của Đức Phật. Còn nếu như chúng ta đi cái cách khác
thì đó là chúng ta theo một vị khác, chứ không phải chúng ta theo Đức Bổn Sư. Nói rõ vậy đó. Còn nếu mình không theo ai mà mình phối hợp để cho mình có một cái phương pháp riêng mình đó, thì mình sẽ thành mình. Tức là mình tạo ra thì mình thành mình, đúng vậy. Và ngày hôm nay thì người ta tu để thành chính mình thì rất là nhiều. Người ta nhớ vậy. Cho nên những cái kinh nghiệm riêng tư người ta phổ biến đó, thì chúng ta nên kiểm tra lại bằng tam tạng kinh điển. Nhất là cái phương pháp tu tập để mà phát sanh cái trí tuệ, để đưa đến cái sự sáng suốt, để mà chúng ta thấy rõ, biết rõ rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Và cái này đó là nói về mặt kiến giải và nói cả về mặt phương pháp hành trì và đi đến một cái sự thành tựu đó, thì chúng ta có thể kiểm tra cái sự đa dạng và sự thành tựu này đó trong tiểu bộ kinh với hai cái tập là trưởng lão tăng kệ và trưởng lão ni kệ. Thì chúng ta sẽ thấy đó, những cái vị mà thuộc về tứ chúng của Đức Phật, nam cũng như nữ đó, đã thành tựu như thế nào về cái thiền Vipassana mỗi người một cách khác nhau. Nhưng không có đi ra khỏi cái con đường căn bản này, không thể nào qua khỏi được. Thành ra là tôi có nói thêm một chút nữa để mà về mặt cái kiến thức, cái trí văn đó, chúng ta nắm cho nó rõ ràng, và để khi mà chúng ta ứng dụng là cái trí tư và chúng ta hành trì rốt ráo trong cái thiền Vipassana thì nó cũng như thế này mà thôi. Từ cái trí văn này nó dẫn dắt chúng ta đi đúng đường. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói rằng hồi nãy chúng ta nói cái niệm thân này, nó là hơi thở, nó là nhiệt độ, tức là nó nằm đây là cái tứ đại. Và cái tứ đại này nó cũng đi trong sinh diệt. Bây giờ những cái cảm thọ này nó là ba cặp cảm thọ đó. Hồi nãy có nói rồi, ba cặp đó là cái cặp khổ, ưu. Và một cái cặp nữa là hỷ, lạc. Cái cặp ba đó là xả và hành xả. Thì cái thọ này nè, khi mà chúng ta quán thọ thì nó cũng sinh và nó cũng diệt, nó cũng nằm trong đây. Tất cả những cảm thọ chúng ta đều sinh và diệt, sinh diệt trong lúc diễn ra, và nó sinh và nó diệt có thời gian ngắn nhất của nó là sát na. Và cái thời gian mà nó dài của nó có thể một giây, một phút, một giờ, một ngày, một tháng. Có khi nó kéo dài suốt cả cuộc đời, và có khi nó đi trong cái luân hồi chúng ta không kiểm soát sẽ. Khi nào mà tất cả những cái hỷ lạc, những cái khổ ưu, hoặc là những cái xả hành xả chúng ta này mà chúng ta không có bài toán giải trong tâm, thì chúng ta nhắm mắt rồi đó, thì cái tiến trình hoạt động của tâm nó cũng sẽ biến chuyển theo thời gian. Và như vậy đó, tất cả những cái này nó sẽ coi như là nó đi trong cái bản chất mà thuộc về cái tâm tính của chúng ta trong mỗi một cái kiếp luân hồi. Chúng ta phải nhìn cho ra cái điều này. Và cái này chúng ta nhắc lại một lần nữa, khi chúng ta sinh ra với bất cứ một cái sắc thân này, là một cái con người hay một cái con bò, con heo, con chó, con cá, con gà, con vịt gì đó, thì chúng ta nhớ là chúng ta có sắc pháp. Sắc pháp là nên sắc thân, thì tứ đại nó nằm đây. Tứ đại nó nằm đây, khi nó hoạt động đó, cái pháp xá này nó chính là cảm xúc. Cảm xúc, nó là địa đại, nó là quả đại, nó là phong đại. Thì tất cả những cảm xúc này, nó là những cái cảm thọ mà nó có tên gọi là khổ, ưu, là hỷ, lạc, là xả, là hạnh xả đây. Và nó vận hành. Như vậy, tất cả những cảm xúc này không phải chỉ có đây sắc thân của một con người, mà con cá, con ếch, con rắn, con dế, con gì cũng có hết. Bởi vì nó đủ lục căn. Cho nên Đức Phật nói đó là những cái hạng người khổ. Chúng ta là hạng người nửa lạc nửa khổ.
Thì như vậy, nếu trong cái luân hồi này đó, bỏ cái sắc thân làm người này đó, mà làm một cái con ếch, một con nhái, cảm thọ vẫn còn nguyên. Nó không phải y xì với cũ, nhưng mà nó biến đổi giống như một cái dòng nước chảy. Khi tới đây thì có cái lá cây xoài, khi tới đây thì nó là của cây mít, khi tới đây là nó là cái vườn hoa chẳng hạn vậy. Thì nó, mỗi một cái dòng chảy của nó đều có thêm thắt những cái thứ mà nó gọi là cái cuộc sống mà nó gieo rắc trong cái đời sống tâm và thân, và nó mang được. Chỉ khi chúng ta có một cái bài toán giải, chúng ta giải ra, chúng ta về mặt cái kiến thức, thì chúng ta biết rõ chính xác. Về mặt ứng dụng, chúng ta có trải nghiệm để có một cái niềm tin. Về mặt hành trì, thì làm cho chúng ta có thể phối hợp tất cả để chúng ta xác quyết với chính mình trên những cái chặng đường tiến hóa về mặt tâm linh. Và không ai chúng ta cho chúng ta cả. Và tất cả những người sống chung với chúng ta là những cái tư liệu, những cái tư liệu, những cái chất liệu mà chúng ta lấy từ những cái tư liệu, những cái chất liệu đó mà chúng ta đã hình thành nên cái sự sống trên đường luân hồi của chúng ta. Nhưng cái sai lầm chúng ta là chúng ta bám chặt lấy tất cả những thứ đó, bám chặt kể cả cái xác thân mà sẽ phải hủy hoại này đây, bám chặt trong chừng những cái cảm thọ mà làm cho chúng ta có cảm xúc và chúng ta thưởng thức những cảm xúc này đây, và trong cái tham luyến trong tâm của chúng ta, một cái chi phần mà nó thuộc về bất thiện pháp đây, là bốn tâm tham này, mà bám chặt vào trong đó để nó thụ hưởng, nó cũng gieo khổ cho ta mà. Cho nên chúng ta không dại dột khi mà cái con xuồng ba lá này, hay là cái tàu này, hay cái xà lan này đưa ta lên bờ đó, thì ta phải bước lên bờ vì nó đưa cho ta đi mà. Còn ta không có ngồi đó ôm cái xuồng ba lá và nhất định vác cái xuồng ba lá đi theo ta. Nhưng người ta ôm đấy, ôm lấy cốt nhục của mình, ôm lấy người hôn phố của mình, ôm lấy tài sản của mình, ôm lấy danh vọng của mình, ôm lấy tất cả những cái vật chất mà nó từng gắn bó với ta để lên lên một cái cảm xúc chúng ta yêu mến, chúng ta thọ hưởng nó. Nó không phai trong đầu của chúng ta, nhưng chúng ta ôm chặt, chúng ta giữ chặt nó. Đau khổ bắt đầu từ đây, bài toán giải không có bắt đầu từ đây, và đi trong luân hồi để chúng ta đọa lạc cũng gì đấy. Chúng ta không hiểu vô thường, ai cũng thấy hết, ai cũng biết hết, không người nào không biết, không người nào không thấy. Nhưng chấp nhận hay không và giải được hay không là do cái phước báu, cũng là do cái tiến trình về tiến hóa tâm linh của mỗi một con người. Cho nên chúng ta sai lầm từ cái căn bản là chúng ta có mặt ở cái cuộc đời này để mà rong chơi và hưởng thụ trên cuộc đời, để rồi nó thoái đọa trong cái dòng của dục vọng mà nó thoái đọa. Còn ít có ai mà nhìn ra rằng chúng ta có mặt trong cuộc đời này, chúng ta đi từng bước trên cuộc đời này đó, để đôi chân của chúng ta nó càng lúc nó càng mạnh mẽ, và cái hướng chúng ta nhìn thấy đó càng lúc càng sáng suốt. Và tất cả cốt nhục của chúng ta, hôn phố của chúng ta, tất cả những gì mà trong xã hội này đó đều là những cái trợ duyên cho chúng ta. Và để cái được trợ duyên đó thì chúng ta luôn luôn trợ duyên cho những cái gần gũi bên chúng ta, mà gọi là những cái ruộng phước của chúng ta đây. Chúng ta luôn luôn trợ duyên để mà chúng ta có cái phước báo mà chúng ta tiến đến những cái bước đường xa hơn trong cái đời sống tiến hóa về tâm linh của mình. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta cứ ghì chặt, chúng ta cứ ôm lấy, chúng ta cứ sở hữu để mà chúng ta nuôi dưỡng hoài những cái cảm xúc thọ hưởng của chính, của bản thân của chúng ta là con người ở cõi vực. Bao giờ chúng ta sáng ra thì chúng ta thoát. Cho nên sư cô mới nói là
ta không tác thầm hệ lụy. Làm việc thì làm việc chung, để học hỏi lẫn nhau, để hoàn thành tốt công việc, để mà phước báo cùng phát sinh. Đọc sử, đồng hành, đi với nhau trong cuộc đời này bao nhiêu năm, bao nhiêu đoạn đường trong cuộc đời, thì chúng ta nên ứng xử tốt với tất cả những người đồng hành với chúng ta. Bởi vì trên đường đầy cái chông gai và đầy cái bão táp, chúng ta nên tương trợ nhau hơn là hủy hoại cái đời sống của nhau. Đấy là một cái phước báo. Chúng ta đồng sự, chúng ta đồng hành, chúng ta đồng cảm với nhau, chúng ta chia sẻ cái ngọt buồn với nhau. Để chi? Để chúng ta nâng đỡ nhau, nhưng không bao giờ đồng quá. Đừng bao giờ đồng quá. Đừng bao giờ đó để những cái tao nhện này á, nó trải rộng cái đời sống chúng ta, nó giúp cái sự sống chúng ta nó tăng lên. Thì á, bây giờ nó trở thành là những cái mạch máu, và nó đứt cái mao quản nào á, thì nó phải chảy máu cho đến chết. Thì đó gọi là tác thành hệ lụy. Và Đức Phật dạy chúng ta là không tác thành hệ lụy. Chúng ta phải rõ vậy. Mỗi người có một sự sống, có một cuộc đời. Chúng ta nối kết nhau để mà nâng đỡ nhau, để mà chia sẻ với nhau, để mà dẫn dắt nhau trên con đường tiến hóa tâm linh. Còn nếu không, chúng ta sẽ bố chặt vào nhau, chúng ta sở hữu nhau, để chúng ta hút lấy sự sống với nhau và tàn phá nhau, làm tổn thương nhau, có khi rất là tàn nhẫn với nhau mà không hiểu. Bài toán giải không ra, và phải mang cái đó đi trong luân hồi khốn khổ của mình. Trong khi đó, vạn pháp, nhất là những cái pháp mà do nhân duyên, thì đều vô thường. Mà khi nói đến vô thường, khổ, vô ngã, có mặt cùng lúc. Nói đến tứ đại, có mặt cùng lúc, diệt cùng lúc. Nói đến ba cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, có mặt cùng lúc, kết thúc cùng lúc. Nhớ như vậy, để hiểu rằng nói một cái là hai cái kia có mặt. Không khi nào nó vắng mặt cả. Bây giờ sư cô giảng từng phần. Thì như vậy đó, là như vậy. Hồi nãy sư cô cũng có nói rằng đối với tâm, tâm thiện hay bất thiện nó khởi sinh lên trong tâm của mình á, thì nó cũng đều sinh lên rồi diệt. Và pháp này cũng vậy, tất cả những cái pháp thiện hay bất thiện nó sinh lên thì đều nó diệt. Tính chất vô thường của nó đã xuất hiện rất là rõ ràng. Và nếu nói trong cái nghiệp đó, thì cái bản chất của tất cả các pháp hữu vi nó đều nằm trong sinh diệt. Có nghĩa là nó luôn luôn có một cái sự thay đổi, nó không ngừng sự thay đổi này. Nó luôn luôn đó là như vậy. Nhưng mà mỗi một cái sự thay đổi nó diễn ra nơi mỗi một con người. Nó diễn ra nơi hoàn cảnh sống của mỗi một con người nó khác nhau, nó không có giống nhau. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, khi mà nó biến đổi đó, thì mỗi một người nó có một sự biến đổi khác nhau, nó không giống nhau. Nguyên tắc là nguyên tắc chung, nhưng mà cái đa dạng thì nó cực kỳ đa dạng. Trên cái mặt đất này nó có 10 tỷ con người, thì cái 10 tỷ cái sự khác biệt với nhau nó không giống nhau. Mặc dù cái đặc tính của nó là nó sinh diệt, nó là biến đổi, nó là vô thường, nhưng mỗi một cái người đó nó diễn ra khác nhau, không giống nhau. Nhưng cái điểm giống nhau á, là tất cả chúng ta đều biết vô thường, đều thấy vô thường, đều hiểu vô thường,
Nhưng bản thân của mỗi người chấp nhận cái vô thường này và hóa giải cái vô thường trong đời sống mình ra sao, thì cái đó nằm trong phước báo của mỗi người, nằm trong cái trí tuệ về tâm linh của mỗi người. Nó khác nhau là khác nhau chỗ đó. Cái phước báo đây ý nói rằng đó, con người ta trong nhiều đời nhiều kiếp đó, mà người ta ít phạm giới chừng nào thì cái phước mà để cho người ta sáng suốt thì nhiều chừng đó. Và nên nhanh nhắc lại là tất cả những gì thuộc về giới á, thì đó là nhân và quả. Giới thứ nhất gieo nhân gì gặp quả gì, giới thứ hai gieo nhân gì gặp quả gì, nó là nhân quả, giới là nhân quả. Và nếu chúng ta phạm vào trong cái luật nhân quả này nè, nhất là phạm vào những cái gieo những cái nhân xấu, thì có nghĩa là chúng ta làm cho tổn giảm cái phước báo của mình, tổn giảm cái sự bình yên và sự sáng suốt của mình. Nó là cái nền tảng để mà chúng ta phát huy cái trí văn, trí tư và trí tuệ. À, bây giờ thì sư cô nói những cái điểm tổng quát vậy để khi mà mình học cái kiến thức về cái phần này, và tại cái trong cái đời sống đó mình cứ quan sát đi, thì mình sẽ làm cho những cái kiến thức này đó nó trở thành ra đó những cái đặc thù của mình. Cái đặc thù này đó nó gọi là cái ân đức Phật, bởi vì do nhờ cái sự tu tập mà gọi là bốn a tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp của Đức Phật đó, thì Đức Phật mới nhận diện ra được cái này và trình bày được cái này. Và ngày hôm nay là khi chúng ta học mà chúng ta hiểu mà chúng ta ứng dụng được và chúng ta cảm thấy nó hình thành như một cái năng lực riêng của mình để mình có thể thực hành những cái điều này á, thì chúng ta gọi là chúng ta đã nhận được ân đức Phật. Còn nếu không, nó chỉ là kiến thức với thời gian nó có thể là phôi phai, với thời gian nó có thể là nó biến đổi lệch lạc nếu mà cái phước báo chúng ta tổn giảm. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần mà vi diệu pháp nói về vô thường. Vô thường tại cái từ Pali nó gọi là anicca. Vô thường. Cái từ vô thường này đó thì nó có một cái định nghĩa chính thôi, nhưng mà bên cạnh đó mình có thể trong cái vi diệu pháp nó còn triển khai ra chính cái cách mà để nói về chữ vô thường. Bây giờ trước khi đi vào trong chính cái cách đó thì chúng ta nói bốn cái đặc điểm cơ bản của vô thường. Bốn đặc điểm. Cái đặc điểm thứ nhất nó gọi là upparawaya quát thị tố, có nghĩa là có sinh ắt có diệt. Cái đặc điểm thứ nhất của vô thường. Có sinh thì ắt là có diệt. Bây giờ cái sự sống của tất cả những cái chúng sinh, mà những cái chúng sinh mà nó gọi là sinh ra mà bằng cái nghiệp của mình ấy, nó có cái lục căn đầy đủ như này, ngay cả những chúng sinh mà chỉ có bốn căn thôi cũng vậy, thì hãy có sinh phải có diệt. Đó là cái quy luật. Dẫu cái tuổi thọ mình kéo dài bao lâu thì cuối cùng cũng phải chết, bởi vì nó có sinh lên nó phải có diệt. Đó là một cái đặc điểm đầu tiên mà chúng ta nhớ. Như vậy tất cả những gì đến với chúng ta rồi nó sẽ ra đi, sự thật nó là như vậy. Còn nó ở lại với ta bao lâu thì nó có hai cái. Nó ở lại với ta lâu mau, thứ nhất do phước báo, cái thứ nhì đó là do cái tổn phước báo. Bây giờ những cái điều tốt lành là người tốt đến với chúng ta, những cái thuận duyên về tài sản, về của cải, về công ăn việc làm vân vân, tất cả những cái điều mà tốt đẹp nhất đến với chúng ta mà nó ở lại với mình bao lâu là do phước báo mình còn,
thì giữ được lâu, phước báo mình gắn là nó sẽ ra đi nhanh. Cái thứ hai mà gọi là quan gia trái chủ nó đến để nó làm khốn khổ cuộc đời của chúng ta đó, thì nó ở lại lâu hay mau đó, nó cũng nằm ở cái chỗ đó là nó thuộc vào cái sự tổn phước của mình. Tức là do mình thiếu phước cho nên nó ở lại lâu vậy. Cái thiếu phước ở chỗ nào? Khi nó xuất hiện để làm thành sự mâu thuẫn, để làm thành cái sự xúc phạm, nó làm thành cái sự kích động, nó làm thành cái sự tấn công, một cái sự tàn phá, một cái sự hủy hoại mà chúng ta cứ níu kéo, cứ níu kéo, cứ níu kéo, cứ níu kéo. Thì đó là trong cái mù quáng, trong cái u tối chúng ta đó, là chúng ta đã nuôi dưỡng sự bất hạnh cho chính mình. Còn hoặc á, là chúng ta không níu kéo nó, nhưng mà nó ứng xử như thế nào ta ứng xử như đó. Nó gọi là ăn miếng trả miếng, gọi là ông ăn chả thì ba ăn nem. Hoặc là nó sẽ diễn ra là người ta tàn tệ với mình một thì mình tàn tệ với người ta 2, 3, 4, 10 chẳng hạn vậy. Thì cái này nó sẽ là kéo dài. Cái nguyên tắc của nó là nó đi như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi mà cái phước báo nó có mặt trong cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta đã gìn giữ nó bằng cái gì? Chắc chắn là nó không phải bằng cái sự mà gọi là ranh mãnh, mà gọi là xảo quyệt của mình, không có. Nó phải giữ bằng sự chân chánh, một phước báo chân chánh nó đến giữ bằng sự chân chánh. Nhưng cũng có giới hạn, nó không bao giờ là vô giới hạn, trừ khi mình tu. Ví dụ như khi mình có cái phước mình xuất gia vô chùa vậy, ở lại chùa hà lâu hay mau, do mình giữ giới, mình hành giới, mình tu tập ra sao. Và cái phước xuất gia này nó cũng sẽ đi đối nghịch lại. Nếu mà vào chùa mà phạm giới, tức là mượn đạo tạo đời, thì cái con đường thoái đọa nó còn khủng hơn là ở ngoài đời. Chứ không phải đơn giản đâu. Thì như vậy đó, chúng ta cứ mỗi người thì sẽ triển khai cái đặc tính đầu tiên của vô thường đó, phải có sanh là có diệt. Tất cả gì đến với chúng ta rồi nó sẽ phải ra đi. Chúng ta có mặt trên đời này và có lúc chúng ta phải vắng mặt trên cuộc đời này. Và cái dòng sống nó là dòng sinh tử. Cái đặc điểm thứ hai của Anicca, đặc tính thứ hai của vô thường, nó là viparinyama. Đặc tính thứ hai của nó là luôn luôn thay đổi. Nó là luôn thay đổi. Bản thân mình cũng thay đổi, người khác cũng thay đổi, tất cả sự vật, sự việc xung quanh chúng ta đều thay đổi. Bây giờ chữ thay đổi này nè, xin nói rõ, nó có hai nhánh. Cái thay đổi nó đi hướng tích cực và thay đổi đi hướng tiêu cực. Thí dụ như từ một cái phôi trong bụng mẹ, nó còn nhỏ hơn cái giọt xương mà nó nằm trên cái sợi lông tơ chẳng hạn, mà cho đến khi nó thành một cái thai bào, thì cái sự thay đổi này đã hướng tích cực. Nó làm nên cái sự phát triển, cái sự tiến hóa tốt đẹp. Nó là cái hướng tích cực. Cái mùa đông á, nó rụng lá hết, rồi tới cái mùa xuân nó mọc lá rồi. Thì đó là một cái hướng thay đổi tích cực của mình. Và nó có cái hướng thay đổi tiêu cực á, thì chúng ta nói cái chữ sinh diệt đó, tức là nó phát triển lên rồi nó đi tới cái hủy hoại, tức là nó phải đi tới cái chết, nó đi tới cái sự tàn úa, đi tới sự hủy hoại của nó, thì đó là hướng tiêu cực. Bây giờ chúng ta nói về cái mặt mà tu tập của mình đây,
Như chúng ta hiểu rằng đó là nơi mỗi người chúng ta đó, nó đều có đó hai cái dòng nghiệp. Một cái dòng nghiệp đen đó, nó thuộc về cái dòng chảy của 12 cái tâm bất thiện. Và cái dòng nghiệp trắng đó, nó nằm ở chỗ là các cái tâm thiện này. Và cái đường dài của nó đi từ cái thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới cho đến thiện siêu thế. Thì con đường đó là một cái đại lộ bao la như thế này. Thì nơi chúng ta nó bao giờ nó cũng có hai cái dòng nghiệp, một cái dòng nghiệp đen và cái dòng nghiệp trắng. Chúng ta thấy rõ chưa? Thì khi mà chúng ta đó phạm một cái lỗi, nó xảy ra. Thì cái lỗi này đó có thể là nó sai, có thể lệch, nó là một cái lỗi lầm, nhưng nó có thể là tội lỗi, nó nặng nhất đi. Thì tất cả những cái gì sai, những cái gì đó thuộc về cái lỗi lầm và cái tội lỗi nó xảy ra, thì nó đều gây nên một cái sự bất an ở trong tâm, và nó gây nên một cái sự chấn động. Và tất cả những cái này đó là gieo xuống cái nhân bất thiện, và chắc chắn trên cái con đường luân hồi đó là nó phải trổ những cái quả của nó ra, không thể nào nói khác hơn hết. Và trong khi mà nó tạo nên một cái sự rúng động trong cái đời sống nội tâm người ta đó, thì vì chúng ta đây đó là có cái phước báu, phước báu làm người chúng ta sanh ra là với cái tâm thiện. Cho nên khi mình làm nên cái tội lỗi đó, là đại đa số đó là đều có cái, nó giống như nó bị rai sức, nó giống như có một cái gì đó hối tiếc ở trong tâm. Thì chính cái rai rứt, cái hối tiếc này đó, nó cũng là một cái trạng thái bất thiện pháp, nhưng nó có cái khuynh hướng đi lên và khuynh hướng đi xuống. Cái khuynh hướng đi lên nó là từ những cái rai rứt, từ những cái hối tiếc, từ những cái mà nó giống như là con người ta cảm thấy là bất an đó, thì người ta nghĩ là phải làm gì để cho mình đừng có hối hận, nó đừng có rai rứt nữa. Và có những cái trường hợp á, thì cái nỗi rai rứt này nè, cái sự hối hận này nó triền miên, nó không kết thúc được. Thì khi mà nó kéo dài, nó triền miên, nó không kết thúc được á, thì nó làm cho cái sự quế nhiễm á, nó tràn lấp trong cái đời sống của chúng ta. Và đây là con đường tâm tối. Nhưng nếu mà từ cái chỗ mà mình biết là mình sai rồi, mình tìm cái cách đó để mà mình làm cho nó bớt đi đó, thì là mình bắt đầu mình gieo những cái nhân lành xuống, gieo cái nhân lành xuống. Nó đi hai hướng, một cái hướng tích cực và một hướng tiêu cực. Cho nên con người ta có phạm lỗi, có phạm tội, nhưng nếu người ta biết là người ta có thể sám hối, tức là thấy rõ mình gieo xuống cái sự bất hạnh rồi, cho nên mình dám sám hối, có nghĩa là nguyện rằng đời đời kiếp kiếp không phạm phải cái lỗi này nữa. Mà từ đây trở đi đó, đường luân hồi còn bao nhiêu á, là nguyện làm điều lành, điều tốt bấy nhiêu. Thì hỏi cái này có được không? Xin trả lời được. Và chắc chắn là có sự thành công. Cho nên không phải là mình làm sai, rồi mình làm bậy, rồi mình tạo tội rồi đó là mình tự giận mình chết rồi hết không? Cái đó lại tăng thêm một cái ác nghiệp nữa, và nó vùi mình trong tâm tối nữa. Trên đường luân hồi chúng ta có sai, chúng ta có lỗi, thậm chí có phạm tội. Nhưng khi biết rõ rồi, nguyện không có lặp lại cái chuyện này. Và cái thứ hai nữa là nguyện làm cái điều lành, và thật sự làm điều lành thì chúng ta thuộc, không thể nào nói không có, chắc chắn là. Mặc dù là khi mà chúng ta học về nghiệp thì chúng ta hiểu rằng cái đường luân hồi đó, cái tạp khí của mình nó luôn luôn trở lại, và mình luôn luôn nó làm sai để làm khổ. Nhớ, cái tạp khí là cái cá tánh của mình. Và khi nào cái phước báo mình rỡ sạch thì mình sẽ thấy nè, chuyện này mình có quá đáng, chuyện này mình có sai đó. Nhưng mà cái tự ngã của mình và cái mà tổn phước của mình khởi lên đó, mình nói kệ nó, cứ vậy đó, không ngán đứa nào. Vì thế hai cái
Nó lé lên nó sụp tối, nó lé lên sụp tối, lé lên sụp tối. Còn nếu như mình học Pháp mình biết, thì cái tâm mình mới nhận ra là cái chỗ này mình có quá đáng, mình có hơi sai rồi, mình có bậy, làm vậy là không tốt rồi. Thì mình hiểu đây là cái phước báo, cái trí tuệ tâm linh của mình nó lé sáng ra. Thì mình phải dùng cái ánh sáng này để mình soi rọi, mình nói rằng mình sẽ sửa đổi. Còn nếu không, chúng ta sẽ nuôi dưỡng cái cá tánh của mình. Và cái cá tánh này nó nằm trong cái tật nguyền của cái tật khí mà thuộc về cái dòng nghiệp đen. Nhớ rồi. Còn cái lé lên mà nó để nói là mình có bậy chút đó, mình có sai chút đó, nó thuộc về cái phước báo của cái dòng nghiệp trắng. Nó này nó lé lên. Và cái tự ngã đây nó nằm trong cái tà kiến. Tà kiến là cái ngã mạn, hai cái này nó khởi lên. À, tà kiến ngã mạn nó khởi lên. Còn đây phước báo khởi lên. Cho nên hãy đặt cái tâm của mình, phải nghe cái tiếng nói trong tâm của mình. Và phải nhận ra rằng á, đâu là phước báo và đâu là cái tà kiến và cái ngã mạn trong tâm của mình. Khi mình phân biệt được hai điều này là mình sẽ dẫn dắt cái đời mình nó đi vào cái con đường tốt đẹp. Và lúc đó cái phước báo đó nó mới cho mình đó là nghe tất cả những người xung quanh mình nói, biết biện biệt được cái nào nó đem lại cái sự tốt đẹp, cái nào nó đem lại cái sự quyến rũ mà nó đưa vào trong cái thấp hẹp. Còn nếu không, người ta sẽ đi theo cái thọ hưởng, cái dục lạc của con người cõi dục. Chúng ta nên nhớ, tất cả chúng ta là con người ở cõi dục, cho nên cái cám dỗ về dục lạc là một cái khuynh hướng tự nhiên. Nói chữ tự nhiên đây không có nghĩa là tốt đẹp, mà nó là cái khuynh hướng thuộc về bản năng của cái sự sống, nó lôi kéo chúng ta. Và chúng ta coi nó như là tự nhiên, như là có sẵn. Bởi nó có sẵn bởi vì đi từ tiền kiếp, nhưng cái tự nhiên này không có nghĩa là tốt đẹp, mà nó là cái bản năng trong cái đời sống. Và bản năng này phải được soi sáng là bản năng của cầm thú hay bản năng của con người. Chúng ta phải soi lại. Bởi vì trong bản năng sống của con người nó có bản năng thấp hèn và có cái bản năng cao quý. Hãy xem xét lại nơi chính mình đó, để mà mình nương theo cái gì, nương theo cái gì. Cho nên không phải tất cả những cái gì trong tâm chúng ta nói lên đó, nó đều là mình. Và nó đều là những cái mà mình phải thỏa mãn nó. Mà mình phải xem nó là cái tiếng nói của dòng nghiệp đen hay tiếng nói của dòng nghiệp trắng trong tâm mình. Và dòng nghiệp đen nó cũng hình thành nên một cái sức mạnh của nó, cái tập khí của nó. Và cái dòng nghiệp trắng này nó cũng hình thành nên một cái sức mạnh của tập khí của nó. Và nó hình thành nên cái cá tính, cái thói quen, cái tính tình của chính mình đây. Mà có khi cha mẹ nói cũng không bất chấp. Đến khi mình tỉnh lại rồi đó thì mình sẽ xem đó, mình đã tự làm tổn thương mình như thế nào và mình phải sửa đổi ra. Cho nên nó đừng có nghĩ rằng cái hiện kiếp này chúng ta làm con người đó mà chúng ta không tái sanh làm loài thú đó. Rồi cái chuyện mà tái sanh trong cái cõi ma hay là cái cõi quỷ, chuyện đó quá dễ, cái gì khó. Cái tâm tối nơi mình nó là cái bóng ma trong cuộc đời của mình. Cái si đó, cái che khuất đó đó. Tâm tối chừng nào thì cái cõi ma nó hiện ra trong cái giờ cuối trong cuộc đời của mình. Mà vừa tâm tối rồi còn giữ ác nữa đó, thì cái cõi quỷ nó hiện ra mà nó rõ nét lắm. Nó không có sai chút nào cả. Chúng ta tái sanh bằng tâm chỉ có một sắc nữa. Rồi cũng trong cái tâm tối chúng ta đi vào loài súc sinh các loại là chuyện bình thường, nó có cái gì khó khăn đâu. Tại sao chúng ta phải lợi dụng cái thế giới người âm để chơi bùa, chơi ngải, chơi đủ cái loại thứ, dùng cái âm khí đó mà trộm cướp cái tài sản của người khác.
để mà biến người khác thành cái thứ nô lệ cho mình. Và chúng ta kết bạn với ai chúng ta biết không? Mà nhắm mắt ta đi với ai đây? Ta đi với ai ta biết rõ rồi. Mình thích đi nghe nhạc thì bạn mình nó phone lại, nó nói có hé ca nhạc là mình đi ngay. Mình thích tiệc tùng thì ta mời là mình đi, chẳng hạn vậy. Còn nếu mình thích một ngày thọ bát quan trai thì mình đi, chỉ có vậy thôi. Thì cái khuynh hướng của mình, cái thói quen của mình, cái tâm tính của mình, cái sở thích của mình, nó nghiêng về cái dòng nghiệp nào thì nó dẫn mình trôi chảy trong cái dòng nghiệp đó. Nó thấy rất rõ. Bây giờ tới cái đặc điểm thứ ba của cái vô thường, đó là ta vá ta ly cát, tức là vô thường có nghĩa là nó hằng thay đổi trong không gian và thời gian. Hằng đây có nghĩa là luôn luôn, là thường xuyên, hằng thay đổi trong không gian và thời gian. Chúng ta thấy cái tình cảm cha mẹ đối với con cái, anh chị em đối với nhau, chồng vợ, bạn bè, nhân dân, chúng ta thế giới thời gian đều thay đổi hết. Và nó hằng thay đổi như vậy. Mà chúng ta không hiểu, chúng ta bám chặt lại. Bám chặt lại. Và cái điều đau khổ cho cái người mà chung sống với nhau là cha mẹ, là chồng vợ, thì cứ nghĩ rằng là những đứa con của mình nó bao nhiêu đó là nó bao nhiêu đó. Cho nên cái nhìn về mình giống như cái nhìn mà nó có cái định kiến về cái đứa con. Cho nên lúc nào cũng bảo bọc, lúc nào cũng chở che, lúc nào cũng gánh lấy trách nhiệm, làm cho cái đứa trẻ nó khó thở trong cái sự bảo bọc mà nó đóng khung của mình. Cho nên nó đúng là từ trong cái thai bào, ở trong cái bụng của người mẹ, nhưng mà người mẹ phải nhìn thấy từ trong thai bào nó đã lớn lên, và bây giờ nó là người thanh niên, bây giờ nó là người đàn ông, và nó có cái cuộc đời riêng của nó. Con trai cũng vậy, con gái. Cho đến một lúc nào đó thì cái cô nói là mình đừng làm cha làm mẹ nữa. Và đây là những cái con người có mặt trong cái cuộc đời của mình. Nó nói kết bằng nhân quả với nhau. Còn tốt đẹp thì giữ cái mối quan hệ này. Mà khi nó hết tốt đẹp rồi đó, thì có thể vẫy chào cũng là bình thường. Nhưng mấy ai đã nhìn thấy cái điều này để nhẹ nhàng trong lòng của mình, chồng vợ sống với nhau cũng được. Nếu còn đem đến cho nhau những cái điều tốt nhất, những cái điều mà nâng đỡ nhau từng bước trong cuộc đời đó, đó là đại phước báo khi sống với nhau. Nhưng mà đến lúc cả hai đó đều cảm thấy là không có kiềm chế được mình để mà nói những cái lời tổn thương, để mà có những cái hành vi mà làm cho nó là cái đối phương nó không chịu đựng được nữa, thì biết là ác nghiệp mình đang gieo xuống. Có nên dừng lại không? Cho nên dòng sông chảy nó cũng có những cái ngã rẽ của nó. Và chúng ta không có thể mà bắt cái dòng sông nó chỉ chảy có một kiểu. Nó luôn luôn nó phải có những cái ngã rẽ, nó có những cái chi nhánh. Và nó cũng phải có những cái uốn khúc của nó. Một cái đường phố chúng ta đi đó, tất cả những người mà ta xây dựng đường đó, người ta cũng muốn một cái con đường rộng rãi, thênh thang để cho xe cộ suôn sẻ. Nhưng mà nó vẫn có những cái uốn khúc, nó vẫn có những cái khúc quanh cần thiết của nó. Cho nên cuộc đời chúng ta gặp nhau ở đây, đến một lúc nào đó có thể phải chia tay. Nhưng mà cái mà chúng ta là con người, đối với con người mà nó có tình tự một con người đó, chúng ta gặp nhau vui vẻ thì hãy chia tay trong cái cảm thông. Chứ không phải gặp nhau trong vui vẻ rồi chia tay với hận thù để mà trách móc. Không phải như vậy. Chừng nào chúng ta ý thức được như vậy
thì chúng ta mới hiểu được cái vô thường này. Còn khi chúng ta không ý thức được như vậy thì chúng ta bám cái tâm sân hận của mình đó, luôn luôn đó, cho rằng cái người sống chung với mình đây này, cốt dục cũng vậy mà hôn phối cũng vậy, cho rằng cái người đó sai còn mình đúng, người đó sai còn mình đúng, người đó sai mình đúng. Tâm sân bao giờ cũng nói mình đúng, người khác sai. Còn trí tuệ không bao giờ nói như vậy. Trí tuệ sẽ thấy rằng việc này xảy ra đó, nguyên nhân nó nằm ở tại đâu. Nguyên nhân đầu tiên nó vậy. Và cái thứ hai, giữa hai bên tác động như thế nào. Và mỗi người tác động với một cái trạng thái tâm như thế nào có thấy rõ không? Và nên nhớ rằng cái nguyên tắc về tâm linh, thể mà hai bên á, cái dòng quế nhiễm nó nối kết với nhau vậy thì nó mới làm nên cái xung đột. Cái sự xung đột mà nó làm nên cái mà tổn thương cho nhau á, là bao giờ nó không nối kết như thế này, nối kết những dòng quế nhiễm thôi. Nó gọi là tại anh, tại ả và tại cả đôi bên. Còn nó không có nối kết á, là khi nào á, cái người B này á, mà dùng cái này tấn công á, nhưng mà cái người này đó dùng cái phần này để nối kết thì thoát. Cho nên khi mà đã làm tổn thương nhau rồi đó, phải nhận ra mình có phần lỗi. Ai tạo ra trước là có cái lỗi trước, ai tạo ra sau có cái lỗi sao, nhưng nó đã nối kết rồi thì tất cả đều có lỗi. Phải nhìn ra để mà chúng ta chia tay trong sự cảm thông, và để cái đường luân hồi đó còn gặp nhẹ nhau trong cái điều tốt đẹp. Còn nếu những cái ác cảm này đến chia tay rồi đó mà vẫn nói những cái điều xấu ác về nhau đó, thì hãy coi chừng đường luân hồi sẽ nối lại như thế này. Đừng chấp nó là luật của tâm linh, không thể khác hơn. Bất cứ gì, từ người hôn phối, từ đồng nghiệp, từ hai kẻ yêu nhau, từ cha mẹ tới con cái vân vân, đi trong luật, nó vận hành trong luật, nó vận hành mang tính chất quy luật của nó, có nghĩa là vô ngã mà nó đi như thế. Mình biết hay không biết là chuyện của mình, còn cái vận hành của nó đi trong tính quy luật của nó. Cho nên là không thể nào mà mình xung đột với ai mà mình nói những cái lời làm tổn thương người ta, người ta cũng chà đạp của mình á, là có nghĩa là chỉ có người kia có lỗi, bản thân mình có lỗi kia. Suy nghĩ kỹ lại, để mà lúc mà tách ra đó thì chúng ta nên sám hối cái phần mình, để chúng ta đây không nói được như thế kia. Chúng ta tiếp nhận nó bằng cái này, tiếp nhận bằng cái này, thì cái đường nối này nó không có, nối không có. Và chúng ta sẽ kết lại cái phần này để tha thứ, để cảm thông. Không hợp với nhau nữa thì chúng ta chia tay. Và tất cả những gì làm tổn thương nhau chúng ta nói rất chân thật. Chúng ta nói rất chân thật với nhau để chi? Để có một bài toán giải mà nhẹ nhàng rời xa nhau. Duyên nó hết rồi, nó không còn nữa, nó phải tách ra thôi, nó không thể nào cột lại nữa. Tất cả những cái mình làm sai trái, mình làm không thấy đó, phải trả giá, phải trả giá bằng cái mạng sống của mình đấy. Bây giờ đặc điểm số 4 về vô thường, cái này nó hơi dài à. Nó gọi là nicca pati patkha patena. Thì cái này đó, cái nghĩa mà của cái chữ này có nghĩa là nó, khi cái vô thường là nó nối nghịch với thường. Vô thường đối nghịch với thường.
Cái thường có nghĩa là nó luôn luôn như vậy, nó hằng như vậy, nó không có đổi thay. Ví dụ bây giờ cái dòng sông nó chảy ngang qua cái trước cửa nhà mình thì ngày giờ nào mình cũng thấy nước nó chảy hết. Thì mình nói cái dòng sông này nó thường hằng, tức là luôn luôn là nó có nước chảy như thế. Nhưng mà thật ra nó vẫn vô thường, bởi vì khi nó nước lớn, khi nước rộng. Cái lúc nó đi ngang qua thì cái nước nó sạch, có khi đi ngang qua là nước nó dơ. Có khi nó đi ngang qua thì cái sóng nó sao động nhiều, có khi nó đi ngang qua cái sóng nó sao động ít. Cho nên nó là vô thường, nó không phải là thường. Khi con mắt mình không nhìn ra đó, tức là mình không có liễu tri được, không có tuệ giác được, tức là mình nhìn cái hiện tượng mà mình không thấy được cái bản chất của cái sự việc, cái việc đó đó. Thì khi mình nhìn một cái hiện tượng chưa thấu đáo, không nắm được cái bản chất của nó, thì mình thấy cái vô thường như là thường. Mình nghĩ con cái mình nó như vậy là như vậy, cái người sống chung của mình nó như vậy là như vậy, công việc nó như vậy là như vậy, không đâu. Nó từng cái chút xíu nhỏ cho đến cái lớn, nó đều có biến đổi từng sát na hết. Tại vì cái quan sát chúng ta không có thấu đáo, không có sâu sắc, không có tinh tế, cho nên chúng ta không có nhận ra. Và tất cả các pháp hữu vi đều vô thường chứ không có thường, tức là nó đối chọi. Còn khi mình không hiểu đó thì mình cứ nhớ rằng chúng ta sống đây đó, tất cả chúng ta đều là sống bằng cái cảm xúc của mình, nó nổi trội nhất. Và bao giờ nó cũng là diễn ra trong cái đời trống nội tâm mình, nó đi theo từng tâm trạng và những cái cảm xúc mà thuộc về ba cái cặp cảm xúc này, tức là khổ, ưu, hỷ, lạc và hành xả. Đây nó diễn ra trong nội tâm của mình liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ cả. Và những cái cảm xúc của mình đó, mà khi mà nó khởi lên như vậy đó, thì chúng ta hiểu là nếu mà nói mà thường đó, thì có nghĩa là bây giờ mình luân hồi á, là từ cái kiếp nào đó nữa cũng vậy, mà từ nhỏ đến lớn cho đến khi nắp hồn mà nó đậy lại thì cũng là sống trong cái cảm xúc. Và đi từ cái kiếp khác cũng là trong cái cảm xúc, tức là kiếp này của kiếp khác cũng trong cái cảm xúc của nó mà thôi. Thì ta nghĩ cái đó là thường, nhưng mà thật ra nó là vô thường, là bởi vì nó biến đổi luôn luôn. Nó biến đổi từ cái khổ thân qua cái khổ tâm, rồi từ cái khổ tâm nó tác động lại tới cái khổ thân, rồi cái khổ nó vừa lui xuống thì cái hỷ lạc nó khởi lên. Thì hỷ lạc này có thể thiện, hỷ lạc này có thể bất thiện. Rồi nó sinh lên thì nó cũng là biến mất. Rồi những cái trạng thái cảm giác khác nó sinh lên chẳng hạn. Tại đó cái dòng chảy của cảm xúc mà nó luôn luôn nó có biến đổi, không thể là không có biến đổi được. Đó, thì bây giờ chúng ta nói tới bốn cái đặc tính của vô thường, là nó là sinh diệt, nó là luôn thay đổi, nó là hằng thay đổi trong không gian thời gian, và nó đối lập với thường. Bây giờ chúng ta sẽ có chín cái mà người ta giải thích thêm về cái vô thường đó. Còn cái đặc điểm chính của nó thì chúng ta nhớ rồi đó, nó thay đổi, nó luôn luôn nó thay đổi. Đó, thì chúng ta hiểu như vậy để mà biết rằng nó diễn ra trong cái đời sống của mỗi người. Nó là chữ vô thường, nhưng cái vô thường đó nó mang sắc thái của mỗi con người khác nhau. Do đó là chúng ta phải quan sát để chúng ta thấy cái vô thường nó hiện ra nơi thân và tâm của mình. Và cái đời sống xung quanh chúng ta, tất cả những gì diễn ra nó đều có một cái sự thay đổi. Và đặc biệt là nó có sinh thì nó có diệt. Chúng ta cần phải quan sát nhiều hơn, cần phải thấu rõ nhiều hơn, để mà chúng ta biết cái cách nó mà chúng ta chấp nhận. Và biết cái cách của nó, khi nào nó đi trên con đường tích cực và khi nào nó đi trên con đường tiêu cực. Dẫu tích cực hay tiêu cực gì nữa thì chúng ta cũng biết cái cách để mà chúng ta nương vào đấy mà chúng ta làm cho cái đời sống của mình đó, nó đi vào cái sự tốt đẹp và cái sự sáng suốt.
Thôi mà tất cả chúng ta nghĩ vậy làm. Chúng ta sẽ lấy từ cái nghĩa căn bản của cái chữ vô thường đó là nó luôn biến đổi đó. Bây giờ có 9 cái cách mà trong vi diệu pháp là trình bày một cách ngắn gọn để chúng ta có thể hiểu thêm chi tiết về cái chữ vô thường này nữa. Cái chữ vô thường anicca đó là nó là luôn biến đổi. Bây giờ nó còn một cái từ Pali nữa là palokan, là nó có nghĩa là suy vong, có nghĩa là biến hoại. Thì như vậy vô thường nó còn có nghĩa là suy vong, tức là nó làm cho suy sụp, nó làm cho mất đi, làm cho biến hoại, tức là làm cho thay đổi rồi nó cũng mất luôn. Một cái nghĩa thứ hai nữa là kalang. Kalang có nghĩa là nó bị dao động. Bị dao động. Vô thường có nghĩa là dao động. Nó dao động là vì cái cơ chế hoạt động về cái sắc thân của con người đó là sinh lão bệnh tử. Dao động vì nó đi theo cái luật của sinh lão bệnh tử. Nó bị dao động đó là vì bát phong. Bát phong đây có nghĩa là tám ngọn gió đời. Sư cô có giảng cái bài tám ngọn gió đời rất là kỹ á, thì quý vị có thể nghe tám ngọn gió đời đó, tức là nó đi một cái cặp, được hay là mất, khen hay là chê, vân vân, rồi nó đi bốn cặp như vậy rồi nó ra tám cái, nó đối nghịch nhau. Và tất cả chúng ta đây bị dính mắc trong tám cái ngọn gió đời đó, mà nó làm cho mình chao đảo trong cái đời sống. Vì nghe cái bài tám ngọn gió đời sư cô giảng đó thì sẽ nắm được cái chi tiết nhiều hơn. Cái thứ ba để mà hiểu thêm về cái vô thường đó, nó là bắp phân rú, có nghĩa là nó không có an toàn, nó phải hoại diệt. Xin nhắc lại lần nữa là cái mà nó luôn luôn thay đổi, hoặc là kể cả những cái từ ngữ mà chúng ta nghe như là không có an toàn, là phải hoại diệt, rồi là phải suy vong vân vân á, thì nó không phải là cái nghĩa nó hoàn toàn nó đi vào trong cái tiêu cực đó. Thí dụ như bây giờ một cái người mà người ta bị ở trong cái địa ngục đó, nó kéo dài đó từ ngàn kiếp này qua ngàn kiếp khác chẳng hạn vậy, nhưng mà đến cái kiếp cuối đó, cái kiếp cuối trong cái chỗ đó thì nó cũng là đi tới cái chỗ là nó kết thúc, nó hoại diệt cái đó. Nhưng mà cái người nó có thể sanh lên nó là một cái loại quỷ, quỷ đói chẳng hạn vậy, hay là làm là sinh lên những cái loại chó rừng, chó đồ mà nó phải đói coi như là liên tục cái vậy chẳng hạn vậy. Thì trong cái sự suy vong, cái sự suy bại mà cái sự hoại diệt này đó, nó lại là một cái mở ra một cái tốt đẹp hơn, một cái tiến hơn chẳng hạn vậy. Nó sẽ là một cái tiến hơn, một cái tốt hơn. Thành ra cái sự biến đổi, cái sự thay đổi này mà nó có đi đến cái sự hoại diệt hay sự diệt vong đó, nó không phải luôn luôn là cái nghĩa tiêu cực, mà nó có là cái nghĩa tích cực. Thí dụ giờ mình đi phóng sanh chẳng hạn, sau khi mà đã quy y cho những cái con vật thuộc cái loài thủy tộc chẳng hạn vậy, thì mình có cầu nguyện là để đời sau đó khi mà tái sanh đó, thì tái sanh lại cái kiếp người, không còn ở trong cái kiếp cá, kiếp tôm, kiếp ếch chẳng hạn vậy đó, thì người ta coi như là kết thúc một cái kiếp sống đó, tức là không còn là cái kiếp sống đó nữa, thì có khi một cái kiếp sống khác nó lại tốt hơn, chứ không phải là đi đến cái xấu. Còn cái con người cũng vậy, khi mà cái thân hoại mạng chung đó, thì có thể người ta tái sanh làm người mà cái người tâm nhân mạnh mẽ hơn chẳng hạn vậy, hoặc là tái sanh lên cõi trời chẳng hạn vậy, tùy theo cái phước hành giới hoặc cái thức tu tập của người ta. Nhưng mà cũng có những người khi mà đẩy cái nắp hồn xong á, thì đi vào trong cái địa ngục ngay, hoặc là tái sanh vào những cái cõi khổ khác, là do người ta đã không xứng đáng làm người, thì người ta phải bị tiêu hoại cái đời sống thôi. Và chúng ta nhìn những cái hạng người đó thì chúng ta sẽ thấy là
Nếu mà trong cái hiện kiếp này á, mà đối với thế gian người ta phạm pháp nó nặng chừng nào á, thì mới hiểu là con đường thoái đọa người ta còn nặng chừng đó. Thì tất nhiên trong cái pháp luật á, là nó không phải là xử đúng 100%, nhưng mà đại đa số là đúng. Thì chúng ta nhìn cái đại đa số mà phạm pháp ở cái mức độ cao, mức độ thấp á, thì chúng ta hiểu con đường thoái hóa của những người này. Và ngay cả những người mà bây giờ đó là pháp luật chưa có khui ra được, nhưng bản thân người ta biết người ta đã đi một cái con đường mà sái quấy, một con đường lệch, con đường ác, thì cái con đường thoái đọa nó đã hiện ra trong cái mà người ta đã thấy biết về mình rồi. Cho nên con người ta làm cái gì á thì người ta đều biết hết, chứ không phải không biết. Nhưng cái mà người ta không chấp nhận á là mình biết mình đang làm điều tốt, mình biết mình đang làm điều xấu. Nhưng cái người ta không chịu biết nữa là cái điều xấu là cái hậu quả của nó khôn lường được. Và cái trả giá bằng pháp luật á thì nó ít lắm, nó ngắn lắm, nó không là bao nhiêu cả. Mà cái trả giá bằng cái trổ quả về tập tâm á thì nó đi không biết bao nhiêu kiếp. Và coi như là bỏ cái thân xác con người rồi đó, mình không xứng đáng làm người đó, thì có khi cái loài vật nào á mà nó còn cái tinh anh của nó đó, mình cũng không có phước ở trong chỗ đó đâu. Phải tái sanh vào trong đấy. Những cái loài mà nó đưa đến cái mà cái tệ hại nhất là có mặt trong cái chỗ đó. Và chuyện đó thì quá dễ dàng. Nó không phải là một cái lời nói để cho là mình đó là gieo rắc cái sợ hãi, không phải vậy. Mà nó là một cái sự thật, nó nằm trong cái tâm của mình thôi, là mình biết hết, không phải không biết. Mỗi người có thể tính sổ cuộc đời của mình được hết, biết hết, không biết. Và chỉ một cái bài toán đó, cộng trừ nhân chia trong cuộc đời của mình đó, là mình biết là lên lớp hay không lên lớp biết rồi. Mình biết mình tái sanh làm người được hay không là biết liền, không, không có nói sai đâu. Cái thứ tư, nghĩa thứ tư là ách trú văn, có nghĩa là không bền vững, không có nền móng vững chắc. Khi mà nói cái vô thường á thì phải hiểu là không có gì bền với thời gian, không có gì vững với thời gian. Bởi vì nó không có một cái gì trụ lại, không có gì làm nền tảng để hứa hẹn rằng là tất cả những cái gì mà được dựng trên một cái nền tảng trong một cái chỗ mà vững chắc như thế này nó sẽ bền vững. Nó không có cái móng, nó không có cái nền, nó không có sự bền vững, nó không có cái đó. Cho nên là nó đi vào cái trạng thái là không có chắc chắn. Đó là thứ tư. Bây giờ tới cái thứ năm, nó là vipari nhà má tham má, có nghĩa là vô thường, có nghĩa là biến đổi, biến đổi vì tự nhiên, biến đổi tự nhiên, tức là nó là cái luật biến đổi. Vô thường gọi là cái luật vô thường hay là cái luật mà biến đổi. Cái luật biến đổi này nó diễn ra nơi đời sống của những cái chúng sinh là con người chẳng hạn, thì nó diễn ra trong cái luật sinh lão bệnh tử, tức là có sanh ra, có già yếu, có bệnh tật, rồi đi đến cái chết. Đó là diễn ra nơi người. Còn nó diễn ra trong cái vũ trụ, trong cái trời đất á, thì nó có cái cách nói đó là sinh trụ hoại không. Sinh trụ hoại không, tức là nó sinh ra rồi nó phát triển, rồi nó đưa đến cái chuyện mà nó biến hoại, rồi nó đi đến cái không còn gì nữa hết, trắng tay không còn gì hết. Và một cái luật để dành cho tất cả vạn pháp á, thì nó có cái nghĩa là sinh, tiến, dị, diệt. Cái luật này gọi là luật tướng tướng này, trong phần sắc pháp. Thứ nhất là nói cho người, cái thứ hai là nói cho vũ trụ vạn vật, cái thứ ba là nói cho các pháp, là sinh, tiến, dị, diệt.
Nghĩa là có sanh ra, có phát triển, có thay đổi, mà nó biến dị, tức là đi vào cái không tốt, rồi đi tới cái chỗ là mất luật. Ở đó là những cái luật, nó thuộc về cái luật của vô thường. Rồi đã nói là nó vận hành trong cái tính quy luật rồi đó, thì là nó là như vậy, nó vận hành mang tính chất vô ngã, thì không có ai điều khiển nó hết, không có ai chi phối nó hết, và nó không dưới quyền của ai hết. Nó là luật. Tới cái số 6, Asaran, có nghĩa là không có cốt lõi, nó là mềm yếu. Nó không có cốt lõi, nó là mềm yếu. Và cái này người ta có thể ví như thế này, ví như một cái cây chuối. Nó không có cái lõi cây ở bên trong, mà chúng ta lột từ bẹ nó ra, thành ra nó mềm yếu, giống như cái củ hành. Chúng ta lột từng lớp nó ra, chứ nó không có một cái gì nó vững chắc trong đó. Cái cấu tạo của nó là từng lớp, từng bẹ. Cho nên mới nói là nó không có cốt lõi, nó mềm yếu. Đó là một cái mà về vô thường chúng ta sẽ nhìn ra. Cái thứ bảy là vi phá văn. Vi phá văn có nghĩa là không có sự trưởng thành, không bền vững thật sự. Vì mọi thứ đều biến chuyển trong từng sát na. Ví dụ như trong cái sự phát triển của cái con người á, thì chúng ta nói từ cái phôi lên cái thai bào nó ra một cái hài nhi nó ra đứa trẻ rồi nó lớn lên thành một cái thiếu niên, một cái rồi mới tới một thanh niên, rồi tới một người trung niên, vân vân, là chúng ta có những cái chặng đường để nói rõ. Nhưng mà thật sự cái sự phát triển của nó là cái sự biến đổi của nó đi từng sát na, từng sát na. Và như chúng ta nói là trong cái thân này nè, đó, cứ một cái chu kỳ hoạt động sinh diệt của nó là nó kéo dài 17 sát na tâm. Chúng ta học về sắc pháp, chúng ta ôn lại thì chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Tức là cái sinh diệt, cái sắc pháp nó nằm trong 17 sát na. Như vậy nó biến chuyển hoài. Thành ra cái tiếng là chúng ta nói là một cái phôi. Thì chúng ta nói vừa dứt tiếng thì cái phôi này nó đã tăng lên. Nó đã tăng lên. Nó tính từ giây đồng hồ vậy đó. Thì mà chúng ta biết là một giây đồng hồ là 250.000 tỷ sát na sinh diệt về tâm. Thì chúng ta chia nó ra con số 17 thì chúng ta hiểu là về thân đó nó sẽ sinh diệt như thế nào. Thì như vậy cái mà chúng ta nói là từ một cái đứa bé rồi đó là lên tới một cái người thiếu nữ hay là một cái thiếu niên chẳng hạn vậy, thì tất cả những cái từ ngữ đó nó là pháp tục đế. Còn cái pháp chân đế đó là cái trạng thái đó nó diễn ra cực nhanh. Cũng như mình nói đó, hiện tại. Nhưng mà thật sự đó, mình nói chưa hết cái chữ hiện đó, là nó đã có một cái phần nó nằm trong quá khứ rồi. Cũng như chúng ta hành trì mà chúng ta nói mình thấy được cái vô việc ra, tức là cái đường cái hơi thở vô và hơi thở ra, hoặc mình thấy cái tâm hay cái cảm thọ mình á, thì thật đúng sự thật của nó là nó đã qua rồi, nó đã xuất hiện và nó đã đi qua rồi mình mới thấy. Là nó tái lại là mình mới thấy thôi, chứ còn không có thể nào mà chúng ta nắm bắt một cái hiện tại được cả. Cái này là chỉ khi mà đắc đạo quả thì mới có thể được, chứ còn khi mà chúng ta hành trì, chúng ta tập, chúng ta biết, thấy biết được đó, thì bao giờ cũng nghĩ đó là nó không có dừng lại, nó trôi chảy luôn. Cho nên là một cái triết gia có nói là con người ta không tắm hai lần trong một dòng sông. Như vậy thì cái người này đó, khi mà xuống nước để mà tắm thì nước nó chảy này. Nhưng mà bây giờ đó mình xuống tắm liền rồi đi lên cũng vậy, là không bao giờ có một dòng nước, bởi vì nó đi qua rồi cái tới nó qua nữa, nó qua nữa, nó không bao giờ nó dừng lại hết. Cho nên là trong cái phần số 7 này nói là không có sự trưởng thành, không có sự bền vững thật sự, vì mọi sự đều biến chuyển trong từng sát này. Như vậy để thấy cái sức mạnh của vô thường nó là ghê gớm lắm, nó diễn ra mà nó hằng diễn ra như vậy. Bây giờ tới cái nghĩa số 8 của vô thường.
nó là sankha tánh, đó là pháp do nhân và duyên cấu tạo, nó là pháp hữu vi. Như vậy cái vô thường này á, nó là pháp hữu vi, nó là pháp mà do nhân và duyên cấu tạo. Cho nên hả, nhân và duyên thay đổi thì nó sẽ thay đổi. Và tới phần số 9, phần số 9 đó, ram maranya, ram mắt là pháp có sự hoại diệt, sự chết là chắc chắn, không sao tránh khỏi. Cái kỳ cùng của nó là phải đi đến sự chấm dứt, đi đến sự tiêu hoại, đi đến cái chết là cái điều không thể tránh khỏi. Nhưng mà chết rồi thì đã bắt đầu lại. Cho nên mới nói là khi mình hiểu rõ đó, khi mình hiểu rõ thì mình sẽ thấy rằng đó, đây là một cái sát na diệt thì đây là cái sát na sanh. Sát na này diệt thì sát na này sanh. Nó kề khích nha, ta tái sanh liền tức thời. Mà tái sanh này là tái sanh về đâu? 31 cõi nó về đâu? Cái gì thấy không? Tại sao mà cái người mà mới chết đây đó là cứ phải tụng kinh rồi mỗi ngày được cúng thất rồi cho tới 7 thất rồi tới 3 tháng 10 ngày rồi giáp năm rồi là 2 năm 3 năm vân vân vậy đó. Thì tại vì ta nghĩ người này chưa tái sanh làm người. Chứ tái sanh là đã tái sanh rồi. Nhưng mà tại sao cúng, tại sao cầu nguyện? Vì cái tái sanh mà dễ nhất cái người này tái sanh đó là người ta nghĩ là chưa siêu, có nghĩa là ở trong ma giới này. Còn lẫn quẩn trong cái nhà này nè. Chưa có siêu còn lẫn quẩn đâu đó, cho nên là khi tụng kinh thì anh nghe. Khi nhắc là cầu cho cái người này tên đó họ đó vậy được siêu thoát thì người ta nghe, người ta nghĩ là mình chết rồi sao? Là trong thế giới ma giới là nhiều nhất. Còn nếu mình biết chắc chắn cái người sau khi tử đó, đó mà sanh liền đó là sanh cái này lên cõi trời chứ hả? Thì đâu có cầu siêu nữa. Mà nếu như là cái người này á, mà chẳng hạn mà tái sanh làm người đi chẳng hạn đó, thì cũng không có cầu. Mà tái sanh mà có làm mà xuất sanh đi nữa đó thì cũng không có. Xuất sanh đi nữa thì cũng cầu nguyện cũng không nghe được. Mà xuống địa ngục thì cũng không nghe được. Tại nó nhiều nhất là ma. Nhiều nhất là ma. Hai là quỷ. Nhiều nhất là vậy, cho nên phải cầu siêu thôi. Chứ còn thật ra là nếu mà ta tái sanh làm người mà tái sanh làm chư thiên thì đâu có cần cầu siêu. Và ngay cả trong những cái cõi mà ma quỷ đó thì cũng không phải ai cầu siêu cũng được đâu. Nó nghe thì sao? Cho nên khi mình có cái phước báo làm người đó mà mình không có hướng về cái đời sống tâm linh, mà mình không hiểu được cái vận hành của cái luật nhân quả và cái luật luân hồi đó thì mình không hưởng được đâu. Không hưởng được thì biết làm sao vậy? Mỗi một người đó là nó có những cái ngăn trở riêng của mình, nó có những cái dục vọng riêng của mình. Mà nếu cái phước của mình mà mình giảm được cái dục vọng đó, mình giảm được những cái sai trái đó, thì mình mới tiếp nhận được cái ánh sáng của trí tuệ. Còn không là bó tay thôi. Giống như người ta phát cho mỗi người đó, ai cũng có cây đèn hết. Cái người ta mồi cái đèn vô để người ta có ánh sáng mà ta đi đường. Còn có người ta không cần. Người ta bất chấp, người ta không cần thiết những cái điều đó. Cho nên là trong cái chữ hiếu mà nhà Phật dạy chúng ta đó, thì cái mình phụng dưỡng cha mẹ để mà cái tuổi già đó là đừng có đói, đừng có thiếu,
có sự săn sóc, có sự thương yêu, có sự ân cần, có sự giúp đỡ, có sự cảm thông, chia sẻ vân vân, thì nó mới có một phần thôi. Còn cái phần quan trọng, cái phần cốt lõi đó, làm sao cho cha mẹ đó là hướng về con đường tâm linh. Tức là hiểu là mình chết rồi mình sẽ tái sanh. Và mình tái sanh theo tất cả những cái gì mà tốt đẹp nhất mình đã tạo ra thì mình sẽ đi được con đường đó. Cho nên cái niệm Phật á, là cái mà trong lúc cái người ta niệm Phật đó giúp cho tâm ta bình an, tâm ta sáng suốt. Thì khi mà tâm bình an, tâm sáng suốt đó, mà ra đi trong lúc bình an sáng suốt thì tất cả những cái thiện nghiệp của người ta được trổ sanh và ta được hưởng cái phước đó. Còn nếu như người ta không hiểu, bởi vì người ta nghĩ là niệm Phật là mê tín, mà không phải đâu. Niệm Phật là một pháp tu thiền định rất là đơn giản mà rất là dễ làm. Vì nếu người ta làm được, người ta hiểu được, hoặc là một cái câu kinh, một cái lời gì đó mà người ta cảm thấy rằng ích lợi cho người ta, người ta hướng về cái tốt đẹp đó thì nó giúp cho người ta trên đường trái sanh tốt. Và như lần trước khi giảng về cái thiền nằm đó, thì sư cô cũng nói mình chưa có thành thánh được đó, thì trong cái tâm mình những cái tình cảm cảm xúc cũng thế nào mà nó không khởi lên được hết. Mình biết hết chứ không phải không biết, nhưng mà nhiều cái lúc đó thì mình sắp chết, nhiều khi mình không có tiếc nhà tiếc cửa, không có luyến tiếc cái gì hết đó, nhưng mình nghĩ là tại sao mình chết nó hơi sớm vậy, mình còn có khả năng sống nữa mà, tại sao không sống nữa chứ này. Cái đường tu tập của mình chưa xong mình muốn sống nữa vậy, mình chỉ cần không muốn chết thôi thì nó đã làm cái quế nhiễm rồi. Cho nên cái lúc mình hành thiền, mà cái lúc mà thiền nằm đó, để mình thấy, mình thấy cái tâm mình đó, rõ là nó không liên tiếp, nhưng nó không chấp nhận nó chết. Và như vậy cái lúc mình tắt thở, mình thấy mình không chấp nhận, mà nó ra đi trong cái mình thấy mình không chấp nhận là thôi. Còn nếu mình thiếu cái sự quan sát đó thì cái cảm xúc nó cứ lên, cảm xúc lên, cảm xúc lên, là ra đi trong cái cảm xúc đó thì chúng ta phải đi vào con đường đọa. Còn đọa bao lâu là tùy mỗi người. Cho nên mới tại sao mà cái người thân mình mất đó, thì mình lại gửi vào trong chùa đó. Tại vì khi người ta chưa siêu siêu đó thì người ta có thể nghe tụng kinh, nghe giảng pháp. Cái môi trường người ta đến, người ta công quả, người ta cảm thấy nó có một cái gì nó quan hỷ trong đó. Thì giờ đây khi những cái đó sống lại mà nó mạnh mẽ hơn lên thì có thể là người ta thoát. Người ta nương theo cái kinh kệ đó, nương theo cái gì mà nó làm cho quan hỷ khi người ta đến chùa chẳng hạn gì. Hoặc là ta tu tập một ngày thọ bát quan trai chẳng hạn gì. Thì tất cả những cái đó nó sẽ giúp cho người ta đó là bỏ cái thân của ma đây, cái thân của ma giới là cái thân của tâm tối, của cái mà những cái cảm xúc nó trói buộc của mình, để mình bám víu vào cái thân này hoài, mình bám víu vào cái tư tưởng là phải sống, phải làm gì, phải hưởng cái này cái kia chẳng hạn vậy, thì chúng ta bỏ hết những đó và chúng ta thấy nó là vô thường, nó phải đi đến quả diệt. Bây giờ chấp nhận để chúng ta có một cái mới, nó tốt đẹp trong cái phước báu mình đã tạo ra. Đó là cái phần về vô thường. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem trong cái phần kinh về cái phẩm vô thường. Trước khi chúng ta đi vào trong cái phẩm vô thường đó, thì sư cô nói đến cái vô thường trong cái câu kinh Pháp Cú 277, 278 và 279. Thì nó đi luôn ba cái đó, vô thường, khổ và vô ngã. Thì mình đang học về vô thường cho nên là sư cô nói cái câu kinh Pháp Cú về vô thường ở trang 277 là tất cả các hành đều vô thường. Đây, tất cả các hành đây, cái hành đó là
52 sở hữu tâm. Nói vậy cho chúng ta dễ hiểu. Tất cả các hành là 52 sở hữu tâm. Mà để tách ra mà nói để cho nó dễ hiểu á, thì cái thọ uẩn nè, cái tưởng uẩn này nè, hai cái chi phần trong cái sở hữu mà sở hữu tự tha biến hành này đó, thọ uẩn tưởng uẩn này đó, nó thành ra một cái riêng, tức là cái hoạt động nó cực mạnh. Rồi còn lại 52 cái sở hữu tâm còn lại mà nó phối hợp trong cái tâm bất thiện và tâm thiện đây á, thì nó đều là các hành. Như vậy những cái trạng thái tâm của chúng ta thì nó là hành, có nghĩa là nó tạo tác, nó tạo nên nghiệp. Và tất cả những cái sở hữu tâm này như chúng ta biết á, là nó chia ra làm 25 sở hữu thiện, tức là 25 sở hữu tịnh hảo này nó kết hợp với các cái tâm thiện, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế đó. Thì nó tạo nên cái hành trong dục giới, hành trong sắc giới, hành trong vô sắc giới, hành trong siêu thế, nó tạo tác ra. Rồi á, còn cái mà còn lại đó thì nó là cái hành, nó nằm trong cái 14 cái sở bất thiện này, nó sẽ kết hợp với 12 cái tâm bất thiện này và nó làm nên cái hành, mà cái hành đó nó đưa đến cái bất thiện pháp. Và 13 cái sở hữu tâm này nè, một là nó phối hợp với lại cái thiện thì nó làm cho cái thiện hoạt động mạnh mẽ hơn, mà hai là nó phối hợp với cái bất thiện, nó cũng làm cho cái bất thiện hoạt động mạnh mẽ hơn đó. Thì tất cả là các hành đều vô thường. Như vậy là cái hành này nó diễn ra trong cái pháp thiện hay nó diễn ra trong pháp bất thiện thì đều vô thường. Tức là tất cả những gì mình tạo tác ra để thành nghiệp, và nghiệp này, nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện thì đều vô thường. Với tuệ quán như vậy, đau khổ được nhàm chán chính là con đường thanh tịnh. Thì cái tuệ quán đây, như khi là chúng ta tu đó, từ cái khởi đầu là cái pháp hành thiền căn bản là để cho cái tuệ giác này nó được phát sanh đi. Và khi mà chúng ta hành thiền đó, thì gọi là chúng ta khai mở cái huệ nhãn, tức là tâm chúng ta có khả năng thấy biết, và chúng ta thấy biết mà chúng ta dùng cái phương pháp quan sát thì quan sát cái đề mục thuộc về thân, thuộc về tâm đó, thì cái tuệ giác của chúng ta nó sẽ có cái điều kiện để khởi sanh lên. Bởi vì chúng ta quan sát bằng huệ nhãn, không phải bằng dục nhãn, mà nó bằng huệ nhãn, thì khi nó khởi sanh lên, đó, thì cái vô thường này nè, nó không dừng lại ở kiến thức, mà nó sẽ đi sâu vào. Thí dụ bây giờ chúng ta đang là pháp niệm thân thì chúng ta cũng thấy vô thường, mà niệm tâm cũng vô thường, mà niệm thọ cũng vô thường, mà niệm pháp cũng vô thường. Thế thấy cái vô thường mà. Thế lần trước sư cô có đọc cho quý vị nghe câu thơ: nghe hơi thở đi qua từng sinh tử, một lần đi là mãi mãi không về. Thấy không? Nghe hơi thở đi qua từng sinh tử, sinh tại nó cửa mũi này và tử này cửa mũi này. Vì thấy cái luật sinh diệt của nó chưa? Thì thấy vô thường đó, và thấy càng lúc càng rõ cái hoạt động của thân cũng vô thường, hoạt động của tâm cũng vô thường, và cuộc đời chúng ta diễn ra trong đời sống này nó cũng đều là vô thường, nó thay đổi luôn. Thì khi mà chúng ta thấy bằng cái hành trì, bây giờ chúng ta biết bằng kiến thức, chúng ta trải nghiệm bằng cách ứng dụng nó, và với phương pháp tu thiền thì chúng ta nhìn rõ, chúng ta thấu rõ, để cho cái giờ mà chúng ta ra đi đó, khi mà cái cơ thể chúng ta suy yếu lần lần thì ta thấy điện cái vô thường thôi. Hoặc là hàng ngày của mình ấy, mình khỏe lúc nào, mình mệt lúc nào, cái cơ thể của mình biến chuyển ra sao, rồi những cái cảm xúc suy nghĩ mình thế nào, mình thấy nó đến, mình đi, đến đi, đến đi, đến đi.
Càng lúc mình thấy cái vô thường nó rõ nét hơn, thì cái tuệ giác và tâm linh mình khởi sanh nhiều hơn. Cho nên cái gì mà mình có dù có, mình có không hài lòng bao nhiêu, mình có bị mất mát bao nhiêu, mình có tổn thương bao nhiêu đó, thì mình chữa lành rất là nhanh. Còn nếu như mình không có cái trải nghiệm này, mà mình cũng không có cái cách mà mình hành trì để cho tuệ giác mình khởi sanh đó, thì một chút cái tổn thương nó cũng xé nát cái lòng mình. Một chút không có hài lòng đó, mình cũng sẽ rất là bực bội, rất là khó chịu. Thì tất cả mình chỉ làm cho mình nó thêm đau khổ thôi, và thêm dày lên cái kênh nước đen của mình thôi, không lợi ích gì cả. Còn nếu mình biết rõ thì cái chuyện nó đến, nó đi, nó va chạm, nó gây nên cái tổn thương, cái gì nó xảy ra nên mình đều biết rõ, thì cái bài toán giải đó của chúng ta rất là nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Và đã, cho đến từ từ mà cái tuệ giác của mình đó, là chỉ cần là coi như là trông thấy một hiện tượng thì biết bản chất, mà nhìn thấy bản chất là biết nó sẽ hoạt động ra sao. Và nhìn thấy cái thân tâm của mình mà khi nó diễn ra, từ trong những chấn động thể xác cho tới những cái cảm xúc nó dâng trào lên, tất cả nó là cái gì, nó hoạt động ra sao đều biết rõ. Và không có bị nó chi phối mình, mà mình soi rõ nó, thì dần dần là mình thoát ra thôi, chứ đâu có ai cứu mình được cả. Tự mình đắm mình vào trong đó và cũng tự mình tách ra. Còn người ta lôi ra mình vô, dẫn vô, lôi ra dẫn vô, lôi ra dẫn vô. Bởi vì cái đam mê, cái hưởng thụ kéo dài không ra được. Và chỉ có mình thì thấy rõ, biết rõ. Cho nên Đức Phật dạy rõ ba cấp độ. Thứ nhất phải học để có kiến thức, để có hiểu biết. Cái thứ hai phải ứng dụng từng cái nhỏ nhất mà mình có khả năng ứng dụng, cứ ứng dụng để trải nghiệm. Và cái thứ ba phải có phương pháp tu tập. Đó là cái phương pháp đầu tiên là quan sát, để nó khởi sanh về trí tuệ, về tâm linh. Bởi vì chúng ta khảo sát đây đó, bằng huệ nhãn. Còn cuộc đời chúng ta khảo sát đó, phần lớn nó đi trong dục nhãn, cân đo đong đếm để biết chính xác, để hiểu ý tứ của mọi việc, và để nắm cái công thức đó mà sử dụng cho nó thành công. Nó khác rồi. Cho nên câu kinh Pháp Cú nói là tất cả các hành đều vô thường, với tuệ quán thấy vậy, đau khổ được làm chán, chính con đường thanh tịnh. Và cái cách nói mà trong cái bài kệ trong kinh Pháp Cú đây đó, thì nó cũng là một cái cách nói mà nó nằm trong cái tương ương bộ kinh, tức là Ngài Xá Lợi Phất hoặc là Đức Phật đó giảng cái vấn đề mà về vô thường này đó cũng hết sức là ngắn gọn. Thì chúng ta sẽ xem cái phần vô thường ở đây. Cái phẩm vô thường với tương ưng tập 3 thì nó sẽ có trong cái trang, từ trang 29 đến trang 34, rồi trang 59, trang 60. Thì bây giờ sư cô mở cái trang 29 ra để đọc cho quý vị thấy là đây là một cái phần ngắn. Thì xin nói rằng là trong những cái bài kinh này đó, thì nó giống như cái câu kinh Pháp Cú vậy đó. Thì cái phần đầu tiên đó thì là nói cái phần mà dính mắc, mà cái phần thứ hai là nói cái phần mà giải nó ra. Bây giờ chúng ta xem cái phẩm vô thường này, trang 29. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại đấy .. tức là nói xuất xứ của bài kinh này đó là Đức Thế Tôn giảng ở Savatthi. Này các tỳ kheo, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, thức là vô thường. Thì xin nói vắn tắt lại đó, sắc là vô thường, thọ là vô thường, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều vô thường. Chúng ta nhớ cái điểm chính đó, là bởi vì nó xâm lên rồi nó diệt. Hoặc là sắc, thọ, tưởng, hành, thức đó, là đều có luôn luôn có một cái sự biến đổi, có một cái sự thay đổi, và cuối cùng là nó hoại diệt.
Thì cho nên gọi nó là vô thường. Đó là cái phần, cái phẩm vô thường mà Đức Phật giảng ở trang số 29. Bây giờ nó ngắn cho nên là sư cô đọc luôn cái phần này để về sau đó là cũng sẽ giải cái này cho rõ. Thấy vậy này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử yểm ly đối với sắc, yểm ly đối với thọ, yểm ly đối với tưởng, yểm ly đối với các hành, yểm ly đối với các thức. Do yểm ly vị ấy ly tham, do ly tham vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Đây là Đức Phật giảng về cái tâm của một cái vị mà đã đắc đạo quả A-la-hán rồi. Cái câu cuối mà nói rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa, tức là nói tâm của một vị đã đắc đạo quả ở tầng thánh thứ tư, tức là vị này đã thành Phật. Bây giờ chúng ta trở lui lại một chút. Thì khi đó những cái vị hành giả tu tập mà người ta thấy rằng tất cả cái danh pháp và cái sắc pháp nơi chính cái cuộc đời của người hành giả đó là tất cả nó đều vô thường, nó đều là thay đổi hết và cuối cùng nó phải đi đến hoại diệt đó. Thì khi mà hiểu được cái điều này đó thì những cái vị mà đa văn thánh đệ tử, tức là những người mà người ta có cái trí văn, người ta học hỏi về Tam Tạng kinh điển và hiểu biết rất là sâu sắc đó, thì người ta có một cái niềm tin, có đức tin đó và người ta đã trải nghiệm rồi. Thì bây giờ đó, đối với đời thường cũng như đối với tu tập đó, thì người ta có một cái yếm ly hoặc là yếm ly, tức là người ta sẽ tách ra và dần dần người ta làm cho nó khô cạn đi. Thì với cái sắc này nè, cái sắc này tức là cái hoạt động của thân này nè, và khi người ta nhìn thấy đó, những cái hoạt động của cái thân người ta là nó diễn ra bằng tứ đại, tức là có cái gì đâu. Nếu mà nói về cái thực thể đó, thì thân này nó kết hợp bởi những thứ cứng hay mềm. Cứng là xương mà mềm là thịt chẳng hạn. Cái này sư cô nói gọn là bởi vì hiểu rồi, thấy không? Nó cũng làm bằng những cái thứ là nước, như là nước mắt, nước tiểu, mồ hôi. Nó làm bằng quả, tức là nhiệt độ trong người. Nó làm bằng gió, tức là hơi thở vào, hơi thở ra, sự co thắt của phổi, của bao tử, vân vân. Thì tất cả sự sống ngày lẫn đêm, từ năm này qua tháng khác, chỉ có thế thôi. Và nó hiện ra trong cái đi đứng nằm ngồi, trong quay nghi chính, quay nghi phụ, thì tất cả nó cũng đều hoạt động cái tứ đại thôi. Còn nếu thấy sâu hơn, thấy chi tiết hơn thôi, thì sẽ thấy những cái điểm này. Tức là 23 cái sắc y đại sinh nó đang hoạt động, nó phối hợp với tứ đại thôi chứ đâu có cái gì đâu. Thành ra đâu có thấy cái gì được của mình trong đó đâu. Mà đâu có cái thấy gì mình làm chủ ở trong đó đâu. Không có thấy gì trong đó. Nó vận hành, nó mang cái tính quy luật của sắc pháp luôn. Và cái sự chi phối của nó chi phối bởi 4 yếu tố. Có những cái nó là quả của nghiệp, nó là sắc nghiệp. Có những cái nó bị chi phối bởi tâm, nó là sắc tâm. Có những cái nó bị chi phối bởi thời tiết, nó là sắc thời tiết. Nó có những cái nó bị chi phối bởi thức ăn, thì đó là cái sắc mà nó thuộc về cái thức ăn, do cái vật thực mà nó tạo ra. Thì khi thấy tất cả những cái vận hành đó nó đều vậy, và cái tất cả những cái cảm thọ của mình khởi lên đó, là đều cũng là một cái hoạt động mà nó theo đó nó phải khởi lên thôi. Nhưng mà cái con người bị khổ đau, bị mà coi như là nô lệ cho tất cả những thứ đó là vì mình thưởng thức nó, là vì mình hưởng nó, mình hưởng những cái cảm thọ đó. Và kể cả cái khi cái ác tâm của mình khởi lên mà mình thấy thỏa mãn với ác tâm của mình đó, nó cũng là một cái hưởng đấy. Và cái thú mà hưởng thụ những cái điều ác này nè, thỏa mãn, hài lòng, hả hê với cái ác của mình đó, thì nó là cái thú của quỷ dương trong tâm của mình.
Và những cái này nếu nó thường xuyên trong cái đời sống nội tâm của mình á, thì cái lúc mình chết mình thành quỷ là chuyện đương nhiên, nó có rồi, đâu phải nó không có đâu. Mà người ta không nhìn ra. Cho nên quý vị thấy nè, tại sao người ta đánh đập trẻ con cho tới chết? Ngay cả những người mà đi nuôi bệnh, những người già đó, cái công việc người ta kiếm ra tiền đấy, người ta sống được đó, nhưng có người tạo phước từ cái chỗ này, còn có người ác nghiệp từ đấy. Người ta hành hạ cái người bệnh, người già, mà cái người mướn người ta nuôi không biết đâu, nhưng mà cái ác đó người ta biết, ta vẫn làm mà. Bởi vì không phải cha mẹ mình già, mà mình thuê người nuôi tới đàng hoàng đầy đủ, người có được huấn luyện, có nghề nghiệp đàng hoàng đầy đủ. Chưa đầy đủ đâu. Mình đâu biết nhân quả nhau nó diễn ra làm sao. Không hiểu đâu. Cho nên mình là con, mình là cái người thân thiết đó, mình phải để tâm rất là nhiều. Mình phải có cái quan sát, phải có tinh tế, để hiểu rằng đây là phước báu của cha mẹ mình, gặp được với người nuôi, người ta thương với cả tấm lòng. Đó là cái phước báu. Nhưng mà khi nó trở duyên bên trong mình không biết. Cho nên đây là những cái xích sắt mà chỉ có cái tình thương, chỉ có sự tinh tế đó, mình mới trợ giúp cho cái người thân của mình thôi. Còn cái ác nghiệp ta tạo ra ta không biết mà. Tại vì giữa hai bên á, cái sự việc nó diễn ra thì cái hành này nó đi trong cái cảm xúc, người ta phản ứng trong cái cảm xúc, người ta không kiểm soát được. Cho nên không ai hiểu được cái đường nhân quả nó nối như thế nào đâu. Cho nên tạo cái phước không phải là dễ. Tạo tội thì có lẽ dễ hơn đó, nhưng mà tạo phước thì không có dễ đâu. Vì như vậy cái người này đó, yếm ly hoặc là yểm ly với tất cả các cái sắc, tất cả cái những cái gì mà thuộc về cái thân mình này. Cái đừng nghĩ rằng là cái tự ngã của mình, như lần trước chúng ta học rồi. Thân này không phải là tự ngã, mà tự ngã trong đó có cái sắc, và sắc ở trong đó có ngã. Và cái tự ngã này có trong cái sắc chẳng hạn, thì nó không dính vào chỗ đó, nó gọi là yểm ly đối với sắc. Rồi yểm ly đối với các cái cảm thọ, đối với tưởng, đối với hành, đối với thức chẳng hạn. Thì tất cả những cái hoạt động nó khởi lên đó, bao giờ nó cũng phải nằm trong cái tầm quan sát của mình. Còn khi nó rời khỏi cái tầm quan sát của mình, tức là mình thất niệm rồi đó, thì tất cả ở đây đó, mình đều với nó là hợp tác làm một. Và khi hợp tác làm một đó, nó chuyển từ cái thiện với bất thiện cực nhanh, không có nhận ra được. Tại vì nó đã phối hợp từ đầu rồi, nó không có nhận. Nó kết hợp lại. Cho nên sư cô nói trong cái đời sống hàng ngày đó, mình tập bỏ bớt cái chữ tôi. Nhất là khi mình vô hành trì, thì đừng có nói rằng là tôi đau chân, tôi đau cổ, tôi đau lưng chẳng hạn, đừng nói đó. Mà nói là một cái hiện tượng đau cái đầu gối nó đang xảy ra. Cái hiện tượng đau lưng nó đang xảy ra, hiện tượng mỏi chân nó đang xảy ra. Cái hiện tượng đó, tức là cái hoạt động nó không có điều hòa của tứ đại đây, nó làm nên cái khổ thân này. Chứ không phải là tôi đau cái chân, không phải tôi đau cái lưng, không phải tôi mỏi cái gối, không phải vậy. Cái đời sống thế gian á, thì mình nói vậy là chính xác, không có sai. Nhưng mà nó nằm trong cái tương đối. Và khi mình cứ ngỡ rằng cái tương đối này á, nó là cái chính xác 100%, nó là cái tuyệt đối không thể sai được, thì cái nhầm lẫn của mình ở chỗ á, là cái giá trị tương đối mình hình thành cái giá trị tuyệt đối. Cái giá trị tuyệt đối nó nằm ở chỗ đó, là cái hoạt động của cái thân xác này á, nó diễn ra trong cái tứ đại. Và những cái cảm xúc này nó đưa lên á, nó đưa lên trên cái, từ cái chỗ mà cái tứ đại nó không điều hòa đó,
nó đưa lên một cái cảm xúc mà nó đau đớn, nó bất an á, thì nó nằm trong cái thân thức thọ khổ này. Cái này tạo nên bất an, mà cái cảm thọ khổ về thân nó nằm trong tâm. Vấn đề nói vậy. Cho nên là cái đầu gối này nó không có nhức, nó không có nhức. Cái tâm mình á, cảm nhận là nó nhức, cái chân chịu không nổi, đó là đúng như vậy. Nhưng mà nó diễn ra trong tâm. Còn nơi đây á, là chỉ là sự co thắt, nhiệt động thế nào, co thắt thế nào. Mình có thấy không? Thấy cái tứ đại tại đây nó bất hòa không? Nếu mà mình thấy cái tứ đại bất hòa thì cái cảm thọ đau nhức diễn ra trong tâm chúng ta giảm xuống. Đây là một cái sự thật rất là rõ ràng đây nè. Thân thức thọ khổ nó nằm đây. Mà trong khi đó, cái hoạt động bất hòa nó nằm ở trên đây. Và chúng ta nên nhớ rằng cái hoạt động của tứ đại nó là phát xá, nó là cảm xúc. Thành ra nó đưa đến cái cảm thọ. Nhưng cảm thọ nó lại nằm trong tâm đây. Cái thọ này nè, nó nằm trong cái thân thức thọ khổ này. Nó nằm đây. Cảm thọ khổ nó nằm đây. Mà nó diễn ra đây đó, là một cái hoạt động tứ đại không điều hòa, có nhìn ra không? Nếu nhìn ra đó, thì cái tâm quan sát của mình nó sẽ kết hợp với lại cái sở hữu trí tuệ này để mà nó quan sát, thì nó là cái tâm thiện mà có trí nó đang diễn ra. Có thể nó ở trong cái này đây, cái tâm thiện mà hợp trí nó đang diễn ra đây, thì cái tâm thiện hợp trí này đó, nó sẽ không có cái cảm thọ khổ nằm đây. Thành ra khi mà cái tâm quan sát, mình quan sát cái tứ đại này là, thì nó làm cho cái cảm thọ mà nó hiện trong tâm chúng ta với thân thức thọ khổ nó không có khả năng gì nữa. Còn khi mình quan sát cái yếu đó thì nó sẽ đang xen, nó đang xen, nó đang xen, nhưng mà nó giảm, nó không ở cái độ cao. Cho nên ta hỏi nè, khi mà Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật còn cái thân, thì thấy không? Cái còn cái thân, thì khi mà cái cục đá mà nó rơi xuống, nó làm cho dập cái chân của Đức Phật mà nó sưng phồng, nó sưng tím lên đó, thì hỏi cái cảm thọ mà vậy đau này có khởi lên không? Xin trả lời vẫn có. Nhưng mà Đức Phật không cảm được cái gì hết, tại vì từ cái này là Đức Phật đã nhìn quá rõ, nhìn đã lâu lắm rồi, đã quá rõ, đã thành thuần thục rồi. Tới hơn nữa, từ cái chỗ mà hiện tượng này xảy ra đã biết nhân quả rồi, đã biết vì sao nó diễn ra, nó diễn ra như vậy, và những cái trạng thái mà nó có thắt cái này nó sẽ ra sao. Cho nên những cái cảm nhận mà nó thuộc về cái khổ không có, cái đau không, mà nó cũng không có chiếm hữu để nó thành ra một cái gì mà nó làm cho nó từ cái đau của thân nó trở thành tâm, không có chuyện nó xảy ra. Bởi vì cái trong cái tu tập nó đã tách ra nhiều lắm rồi, đã tập nó đã thấy rồi, và đã yểm ly cái vấn đề mà cái tự ngã này đối với lại cái sắc rồi, và tất cả những cái cảm thọ nó đều là có một sự yểm ly. Thành ra khi nào chúng ta tách ra được tất cả những đó, chúng ta tập lần đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng mà nó sẽ hiện ra trong đời sống chúng ta vậy, để chúng ta biết mình có phước hay không có phước nha. Cái khi mình bệnh á, thì mình nghĩ là bây giờ á, nó đau cái quai hàm quá chẳng hạn, mình suy nghĩ bây giờ mình hỏi ai nè, hỏi ai coi biết cái ông bác sĩ này mà chuyên về cái xương quai hàm này không, hỏi rồi tới đó khám coi sao, chữa trị coi ra sao, chứ không có ngồi đó mà ôm rồi rên rồi la rồi nghĩ tất cả mọi thứ, mà luôn luôn nghĩ tới hỏi ai thầy thuốc nào giỏi nhất để trị cái này, và chuẩn bị sẵn tiền bạc, chuẩn bị sẵn tư thế để đi, và luôn luôn có một cái niềm tin rằng ông bác sĩ cũng sẽ giúp mình hết bệnh. Uống thuốc có cái niềm tin, còn chừng nào nó không hết, tính nữa mới hiểu. Còn nếu không đó, cứ mỗi lần mà chữa trị mà không đáp ứng theo yêu cầu đó, thì cái người này đó sẽ nghĩ thì không biết có ung thư không, mà chắc chết quá, nó được rồi, đủ cả mọi thứ nó dẫn dắt đi với hiệu chỉ. Còn khi đó mình có cái phước báo đó,
Khi mình bệnh về thân là mình biết ngay phải nhờ tới cái người, người ta chuyên cái ngành đó, người ta giúp đỡ cho mình. Và mình đi trong cái tích cực, mình đi trong cái lạc quan. Và mình hợp tác với người thầy thuốc của mình, để người thầy thuốc của mình đã giúp cho mình đó thoát khỏi cái bệnh tật mà nó diễn ra, nó gây cái què hạt này đây. Này chị. Còn nếu không á, là cái bệnh nó khởi lên là buồn, là lo, là rầu, là nghĩ tới mọi thứ, rồi chữa cái chỗ nào cho nhớ nhanh. Bệnh thì nó diễn ra đó là nó không biết bao lâu rồi bây giờ nó mới hiện ra cái đau chỗ này. Mà bây giờ muốn uống viên là hết liền, ông thầy thuốc nói xong rồi đưa viên thuốc uống là phải hết liền. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả những đó là những cái sai lạc, nó thiếu cái phước báo. Mà do gì chúng ta đã quá là yêu cái thân này và nghĩ rằng cái thân này là của mình, cái sự sống của mình nó nằm đây. Và mình chết mất cái thân này rất là đau khổ. Cái vận hành nó vậy, nên nhớ rằng trong đau đớn này có nghiệp mà. Trong đau đớn này có tâm mà, nghe không? Cho nên phải xem nó là nghiệp, nó là tâm. Nó là do thời tiết mà nó trúng gió mà nó đau nhức như thế này. Hay là do ăn cái gì bậy bạ đây. Cho nên là khi mà trong trí mình khởi lên một cái sự hiểu biết để mình tìm hiểu mà mình chữa trị cho nó, đó là phước báo. Còn nếu không, nó bị từ cái sự rối loạn của cái tứ đại này nó đưa lên, nó là cái cảm thọ, thân thức thuộc về thọ khổ, thì nó sẽ đưa lên, nó nối kết trong hai cái tâm sân này để nó tạo ra biết bao những cái hiện tượng mà nó bệnh về tâm mà chúng ta không nhìn thấy. Như vậy cả thân và tâm đều bệnh hết thì làm sao thoát được, thì đó sẽ là khổ. Thấy rõ vậy, mình xin mời tất cả chúng ta tạm dừng ở đây. Hồi hướng chư thiên, chư thiên hữu trên hư không, địa cầu thường tự rõ thông mọi điều, tâm vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hội, các bậc thầy tổ pháp thí. Chư thiên trong tình xa, nơi gần tháp Bồ Đề, hoặc chú sư đó đây, được cung dường pháp thí, hãy làm cho an lạc trong vòng tình xa này, thì theo thượng trung hạ, gia chủ và thí chủ cùng thân bằng quyến thuộc đã quá giảng. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vàng.
Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai. Khổ nguyện. Nguyện công đức Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ, phước của nhóm Phật tử cúng dường vật thực và công quả cho buổi học tốt đẹp ngày hôm nay. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá pháp huệ này, đến chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này, cầu chư vị hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận đồng đều phước báo này để được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt mà siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho toàn thể hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng chung. Nguyện đem công